chào các bạn mới qua hai tập thì mình nhận ra bộ này giống anh hòa hồ tàng long bộ truyện trước mình đọc nhưng không quá gắt như hòa hồ tàng long thôi nhưng nghe cùng khá cuốn anh em nhỉ hôm nay mình tiếp tục đưa đến cho anh em tập ba anh em đừng quên cho mình một xúc cà ri bỏ ăn nhé dạo này đói quá à chị em nào thích nghe ngôn tình á thì donate à không support kinh phí mua tác quyền truyện để mình đọc vào 8 giờ tối cho chị em nghe nhé mình nhặt được vài bộ rồi mà không có tiền để mua hì hì. Ta bắt đầu tập 3 của tu tiên thời hiện đại nào. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hai tay ôm vai, nói. Việc này cũng không cần anh quản. Nếu anh còn là một thằng đàn ông, hãy để cho bạn học của tôi đi trước. Hai người chúng ta tính toán món nợ này thật tốt, có được không? Nếu không phải, hắn không muốn thể hiện vẻ mặt máu lạnh của mình trước mặt những người bạn học này. Cái loại con kiến hôi như anh ba mắt này, hắn há lại sẽ lãng phí miệng lưỡi. Sớm đã lấy một bàn tay đập chết rồi. Không nghĩ tới, đối với phép kích tướng của hắn, anh ba mắt dường như không bị mắc lừa, vẻ mặt đùa cợt nói. Nếu như tao không đồng ý thì sao? Diệp Trần đã có chút mất đi kiên trì, vẻ mặt lập tức trầm xuống, giọng lạnh như băng nói. Vậy anh chính là đang tìm cái chết. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiếp theo vẻ mặt tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trần như nhìn một thằng ngốc. Song song, lần này tất cả chúng ta đều sẽ bị tên này hại chết rồi. Trần Húc Dương càng kích động hơn lớn tiếng la lên. Anh ba mắt, chúng tôi và thằng này không quen nhau, anh nói 10 vạn đồng tiền tiền thuốc men. Tôi bây giờ có thể chuyển cho anh, an thấy thế nào? Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Trần Húc Dương vừa mở miệng, đã có mấy người cũng thi nhau đứng lên, nhanh chóng phân rõ quan hệ với Diệp Trần. Nhưng mà, anh ba mắt đã bị Diệp Trần hoàn toàn chọc giận, không để ý tới mấy người cầu xin si một chút nào. Đầu tiên là cười ha ha một tiếng sau đó vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Trần căn từng chữ một. Nếu là như vậy, vậy thì tất cả ở lại cho tao đi, tao ngược lại muốn xem xem mày làm như thế nào để cho ta chết. Diệp Trần không thể không lắc đầu, hai mắt buông xuống, nhìn trên mặt đất, giống như đang nói một mình, thấp giọng nói, Người căn bản không biết chính mình đang đối mặt với loại tồn tại nào. Diệp Trần đã hoàn toàn động sát ý, từ từ giơ bàn tay lên, đang định ra tay xử lý anh ba mắt, đang định động thủ nhưng chậm rãi thu hồi. Cùng lúc đó, ngoài cửa đã có một người xông vào ba mắt con mẹ nó mày đang làm cái gì người tới chính là tào văn sau khi đưa diệp trần tới phòng khách tào văn vẫn đang lượn lờ ở gần đây vừa rồi nghe người của nhà hàng nói ba mắt vừa đưa người xông vào phòng khách của diệp trần biết rõ chuyện lớn không tốt thấy là vội vàng chạy tới mọi người thấy người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này vừa vào đã lao về phía anh ba mắt khiển trách một trận lập tức thi nhau vắt mồ hôi lạnh cho anh phóng tầm mắt toàn bộ thành phố vân châu ngay cả những tên tuổi lớn nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh chỉ sợ cũng không dám tùy ý trách cứ đối với anh ba mắt như thế người trẻ tuổi này là ai chẳng lẽ không muốn sống sao nhưng mà khi mà mọi người ở đây cho rằng anh ba mắt sẽ nổi giận thì một cảnh làm cho mọi người không thể tưởng tượng được xuất hiện chỉ thấy anh ba mắt bước nhanh đi tới trước mặt người trẻ tuổi kia vậy mà mặt mũi đầy vẻ lấy lòng văn thiếu sao ngài lại tới đây tất cả mọi người nhất thời xì si sao bàn tán có chút nhịn không được nhỏ giọng thì thầm người trẻ tuổi này là ai thậm chí ngay cả một người đàn ông khốc liệt như anh ba mắt ở trước mặt hắn cũng phải lấy lòng như thế không biết là công tử nhà ai ở khu vực vân châu này công tử có thể để cho anh ba mắt lấy lòng như thế không có mấy người Hừ, tào văn nặng nề hơn một tiếng lạnh lùng liếc qua ba mắt nếu như tao không đến chỉ sợ mày sẽ đắc tội với khách quý của chú tư anh ba mắt lập tức không hiểu khách quý của tứ gia hắn đang ở đâu hắn đang nghĩ đến có thể được tàu tứ gia gọi là khách quý vậy ít nhất cũng phải là đại lão một phương hoặc là thế ngoại cao nhân nào đó thế nhưng toàn bộ những người bên trong phòng khách này rõ ràng chỉ có một đám học sinh miệng còn hôi sữa a tàu văn lắc đầu không tiếp tục để ý tới ba mắt bước nhanh đi tới trước mặt diệp trần mặt mũi đầy vẻ xin lỗi nói diệp tông diệp tiên sinh là tôi không biết cách quản giáo để người của tôi pha chạm với ngài ba mắt bọn họ không có đối với ngài làm ra chuyện khác người gì chứ mọi người thấy cảnh này tất cả mọi người lập tức đều tròn xoay hai mắt quả thực không dám tin vào hai mắt của mình anh ba mắt cực lực lấy lòng vị công tử trẻ tuổi này vậy mà vị công tử trẻ tuổi này lại hướng về diệp trần nói xin lỗi hơn nữa nhìn thái độ sợ hãi kia giống như học sinh tiểu học đối mặt với giáo viên cảnh tượng này quỷ dị không nói lên lời vẻ mặt diệp trần lại nhẹ như mây gió anh cảm thấy chỉ dựa vào mấy người bọn hắn có thể đối với tôi làm được cái gì tào văn vội vàng cười làm lành nói diệp tiên sinh nói rất đúng bọn họ có mắt không biết thái sơn cũng dám va chạm với diệp tiên sinh thực sự là không biết trời cao đất rộng xử trí như thế nào còn xin diệp tiên sinh bảo cho biết tào văn nói như vậy trong lòng đã hạ quyết tâm chỉ cần diệp trần lên tiếng cho dù ba mắt kia có là tâm phúc ái tướng của chú tư hắn cũng nhất định phải bỏ không nghĩ tới diệp trần chỉ tùy khoát tay áo được rồi nếu là người của anh sau này quản giáo thật tốt mới được hôm nay tôi cho anh thể diện việc này không truy cứu nữa tào văn lập tức mừng rỡ vội vàng hướng về phía ba mắt ở phía sau vẻ mặt nghiêm túc thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian nhanh tới nhận lỗi với diệp tiên sinh ba mắt cho đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra nghe tào văn nói muốn để hắn nói lời xin lỗi với một học sinh nghèo hơn nữa còn là loại giọng điệu mệnh lệnh này lập tức cũng có chút không vui thậm chí nghi ngờ tính xác thực của tào văn văn thiếu ta xem ở trên thể diện của tứ gia cho nên mới đối với ngài luôn luôn tôn kính có thừa nhưng ngài cũng không thể ý vào sự sủng ái của tứ gia trước mặt mọi người làm nhục ta đi đứa trẻ này đến cùng có lai lịch gì vậy mà ngài để cho ta hướng về hắn xin lỗi không đợi tào văn mở miệng vu cương ở một bên vội vàng trên miệng nói anh ba mắt tôi biết lai lịch thằng này hắn chẳng qua ngay cả cha mình cũng không biết là ai chỉ là một thằng con hoang căn bản không có bất kỳ bối cảnh nào láo xược tào văn hét lớn một tiếng đang muốn tiến lên khiển trách lại được diệp trần đưa tay ngăn lại anh tào văn chuyện hôm nay cùng bạn học của tôi không có bất cứ quan hệ nào tốt hơn hết để cho bọn họ rời khỏi đây trước đi, được chứ? Không phải bị ép buộc, Diệp Trần vẫn không muốn ra tay giết người trước mặt bạn học của mình, nhất là Ngô Lỗi và Đường Thanh Nhã. Nghe được điều này, Tào Văn Biết Diệp Trần đã nổi lên ý định giết người, trong lòng không thể không thở dài một tiếng, đành phải nhẹ gật đầu. Mặc dù ba mắt rất khó chịu vì bị Tào Văn bắt mình xin lỗi một học sinh cấp 3, nhưng thể diện của Tào Văn nhiều hay ít vẫn phải cho, lập tức để tiểu đệ tránh ra một con đường, ta những học sinh khác rời đi trước diệp tử ông lúc ngô lỗi đi qua trước mặt diệp trần trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng diệp trần vỗ vai của hắn cười nhạt một tiếng yên tâm ông cùng lớp trưởng bọn họ đi xuống dưới trước chờ tôi tôi xử lý chuyện ở đây xong lại xuống tập trung với mọi người mà lúc đường thanh nhã đi qua bên người diệp trần đột nhiên nói một câu diệp trần anh yên tâm tôi sẽ không để cho anh có chuyện gì xảy ra trong lòng diệp trần trở nên ấm áp biết nhà đầu này có ý định sử dụng lực lượng của đường ra chỉ chốc lát, tất cả học sinh lớp 12A3 toàn bộ đã rời khỏi đây. Diệp Trần cũng không còn cố kỵ chút nào nữa, sau khi ánh mắt đảo qua trên thân mấy người ba mắt, lạnh lùng nói. Nếu như bây giờ bọn mày quỳ xuống nói xin lỗi, có lẽ tao có thể tha cho chúng mày một cái mạng. Mọi người nghe được điều này, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhau cười ha hả, giống như nghe được một chuyện cười hài hước nhất trên đời. Cặp con điên khùng, con chưa bao giờ thấy có thằng nào điên rồi như vậy. Lão đại ba mắt của bọn hắn là ai? đây chính là tay chân đệ nhất thế giới ngầm ở vân châu võ đạo cao thủ ám Kinh đại thành ngay cả ông chủ lớn tàu khôn tàu tứ gia của bọn họ sơn này cũng không dám tùy ý trách phạt chết cho cùng nếu ép buộc một cao thủ võ đạo cảnh giới ám Kinh đại thành hậu quả là không thể nào tưởng tượng được cường giả tự có tôn nghiêm của cường giả văn thiếu tôi không biết ngài và đứa trẻ này đến cùng có quan hệ như thế nào tuy nhiên ngài cũng đã thấy hắn làm nhục với tôi như vậy tôi làm sao có thể tha cho hắn hôm nay cho dù tứ gia có đích thân đến đây tôi cũng phải cấp cho đứa trẻ này một bài học. Sau khi nói xong, ba mắt trực tiếp bước ra một bước, cũng đã đi tới trước mặt Diệp Trần. Sau đó đột nhiên phung tay lên tạo thành một trào, lao thẳng vào phía cổ họng của hắn. Không được. Tào Văn hét lớn một tiếng, đáng tiếc đã trễ mất rồi. Người dám khiêu khích uy của cuồng đế, giết không tha. Còn chưa đợi bàn tay của ba mắt chạm vào thân thể Diệp Trần. Cả người ba mắt đột nhiên nhưng ngừng lại ở chỗ đó, không nhúc nhích được tí nào. Hóa ra, Diệp Trần đã sớm trước hắn một bước, vỗ một trường trên đỉnh đầu hắn. Bạch, dưới trường lực mạnh mẽ của Diệp Trần, đầu của ba mắt rõ ràng bị đánh lún vào trong lờ, người ngực, sáng người vốn cao một mét tám, bị một trưởng mạnh mẽ này đập thành một người lùn cao chưa đến một mét. a toàn bộ người ở trong phòng khách, sau một khoảnh khắc im lặng, đột nhiên phát ra từng tiếng kêu như heo bị cắt tiết. Đại danh đỉnh đỉnh anh ba mắt, rõ ràng chết đi như thế. Hơn nữa lại bị một người mặc đồng phục học sinh cất ba, mở ô tay trưởng đập chết. Loại chuyện này nói ra chỉ sợ sẽ không có một ai tin tưởng, nhưng đúng là nó đã thực sự xảy ra trước mặt mọi người, quả thực giống như nằm mơ. Ngay cả Tào Văn biết rõ thực lực của Diệp Trần, thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Thực lực của ba mắt này so với đầu phu kia còn phải mạnh hơn một chút, rõ ràng cũng không thể ngăn cản một kích của Diệp Trần, thực lực người này đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Phốc phốc, phù phù, phù phù. Đám đàn em của ba mắt kia còn có cả phu cương, sau khi kịp phản ứng lập tức tất cả đều bị dọa đến ngã quỵ trên mặt đất run lẩy bẩy ngay cả ngẩng đầu nhìn diệp trần cũng không có dũng khí nhất là phu cương hắn vừa nghĩ tới chính mình trước đó trêu chọc diệp trần không ít hơn nữa còn đoạt bạn gái của hắn lập tức ý thức muốn tự tử cũng có đành phải liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ có thể đánh một trưởng thành ra như vậy đây quả thực là ma quỷ a à. sau một lát tiếng nói của diệp trần vang lên lần nữa hôm nay chuyện xảy ra ở đây tao không hy vọng có người ngoài biết nếu có người dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ tao sẽ không dễ dãi như thế này đâu nghe rõ chưa mọi người nghe thấy điều này lập tức dập đầu như giã tỏi vâng 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 chúng tôi tuyệt không dám tiết lộ ra ngoài cút đi diệp trần tùy ý khoát tay áo mọi người nghe được điều này lập tức như được đại xá nơi nào còn dám ở lâu vội vàng thi nhau trao chạy bán sống bán chết đợi đến khi toàn bộ mọi người rời đi diệp trần liếc qua thi thể trên đất hướng về phía tàu văn ở một bên nói anh Tào Văn, tôi giết người của anh, anh sẽ không trách tội tôi chứ. Vẻ mặt của Tào Văn hơi đổi một chút, vội vàng nói. Làm sao dám, là chính ba mắt muốn chết, không trách được người khác. Diệp Trần mỉm cười, yên tâm, Diệp Mộ ân oán rõ ràng, đã nhận chỗ tốt từ anh. Ngày sau nếu có cần, tôi sẽ trả lại anh nhân tình này ngày hôm nay. Tào Văn nghe được điều này, lập tức như mở cờ trong bụng. Ân tình của một tông sư hóa kinh, hơn nữa còn là một tông sư hóa kinh tiền đồ vô lượng, lấy ra để mà so sánh, một tên ba mắt lại tính là thứ gì? Ra khỏi nhà hàng, học sinh lớp 12A3, phần lớn toàn bộ đã về nhà, duy chỉ có ngô lỗi. Đường thanh nhã còn có mấy người trần húc dương, vẫn đứng ở cửa nhà hàng, không có vội vàng rời khỏi. Ngô lỗi VAG đường thanh nhã thì lo lắng cho an nguy của Diệp Trần, còn về trần húc dương, tự nhiên là chuẩn bị xem trò cười của Diệp Trần. Này, thằng Diệp Trần này, gần đây không biết uống thuốc gì, giống như biến trở thành người khác, quả thực điên điên không có điểm dừng lần này đắc tội anh ba mắt ta nhìn xem cuối cùng hắn như thế nào nghe được lời này của trần húc dương ngô lỗi lập tức giận dữ trần húc dương mẹ nó ông còn muốn một chút thể diện không diệp tử không để ý tới sự nguy hiểm của bản thân bảo vệ chúng ta rời khỏi ông còn không biết cảm ơn lại còn đứng sau lưng nói hắn như vậy trần húc dương bị ngỗ lỗi chửi mắng trước mặt mọi người lập tức vẻ mặt có chút không nhịn được hừ lạnh nói tôi cũng không có nhờ hắn giúp tôi là chính hắn muốn tỏ ra anh hùng thì trách được ai con mẹ nó muốn lỗi rốt cuộc không nhịn được nữa huy quyền muốn xong tới đánh Trần Húc Dương Mấy người khác vội vàng ngăn lại Ngay tại lúc mấy người lôi kéo can ngăn Không biết có ai kêu lên một tiếng Mau nhìn, có người đi ra Mọi người vội vàng đồng loạt hướng vào trong nhà hàng nhìn lại Chỉ thấy đám đàn em của ba mắt Nhìn nhìn thấy chuyện gì mà hoảng sự Phải mặt từng người tái mét Điên điên, rồ rồ từ trong nhà hàng lao ra Tình huống như thế nào Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu Trần Húc dương tay mắt lạnh lẹ, kéo đám người vô cương lại. Vô cương, bên trong có chuyện gì xảy ra, các ông tại sao hoảng hốt mà chạy. Đầu vô cương đầy mồ hôi, toàn thân phát run, hai mắt vô thần. Ta không biết, ta không biết. Vừa nói, mạnh mẽ đẩy Trần Húc dương ra, sau đó không quay đầu lại chạy như thằng điên trên đường cái. Lập tức mấy người càng không nghĩ ra, vẻ mặt ngô lỗi lo lắng nói. Cũng không biết diệp tử như thế nào rồi, nếu không chúng ta lặng lẽ đi lên nhìn một chút. Trần Húc dương cười lạnh ông muốn đi lên chịu chết không có người ngăn cản ông chúng ta không đi sau khi nói xong lời này trần húc dương và mấy người khác cũng chạy ở chỗ này chỉ còn lại hai người ngô lỗi và đường thanh nhã đi ta đi lên với anh đường thanh nhã ngược lại không sợ hãi chút nào nhưng hai người vừa mới bước vào trong nhà hàng chỉ thấy ở thang máy phía trước mở ra một người ở trong thang máy chậm rãi đi ra tự nhiên chính là diệp trần hai người lập tức mừng rỡ vội vàng chạy tới diệp từ ông không sao chứ ba mắt không có làm khó ông đi diệp trần mỉm cười nói sau này hắn cũng không có cơ hội này ngô lỗi và đường thanh nhã nghe được điều này đều là vẻ mặt không hiểu bọn họ làm sao có thể đoán được anh ba mắt có hung danh hiển hách kia đã sớm chết dưới tay của diệp trần rồi không sao là tốt rồi tôi đã từng nghe nói ba mắt này là người lòng dạ độc ác người đắc tội hắn sẽ không có kết cục tốt lần này anh có thể thoát được một kiếp anh rất may mắn sau này cũng không được cậy mạnh mà ra mặt nữa anh có biết không? Đường Thanh Nhã tạo ra tư thế của lớp trưởng, bắt đầu ân cần dạy bảo với Diệp Trần. Diệp Trần thầm nghĩ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói ra. Vâng vâng, tôi nghe lời của lớp trưởng đại nhân. Ngô lỗi đứng ở một bên, nhìn thấy hai người như vậy, đôi mắt hơi đảo, bỗng nhìn vỗ đầu một cái, thất thanh nói. Ai nha, ta chợt nhớ tới có chút việc, không chơi cùng các người nữa. Diệp tử, trách nhiệm đưa lớp trưởng đại nhân về nhà, tôi coi như là giao cho ông đi, bye bye. Ngô lỗi nói xong lời này, vẫn không quên hướng về phía Diệp Trần nhìn trợn mắt, sau đó trực tiếp chạy mất. Cái tên này, Diệp Trần dĩ nhiên là hiểu được, ngô lỗi là đang cố ý tác hợp hắn và đường thanh nhã. Ở kiếp trước lúc học đại học, hắn và đường thanh nhã suýt chút nữa trở thành một đôi, là nhờ có cái tên này giúp một tay. Đường thanh nhã cũng là người cực kỳ thông minh, trong nháy mắt cũng cảm nhận được tâm ý của ngô lỗi, gương mặt xinh đẹp không thể không đỏ lên, thấp giọng nói. Vậy, thật ra thì tôi không cần anh đưa tôi về, tôi đã gọi điện với người trong nhà, chắc là chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón tôi. Diệp Trần nhẹ gật đầu, cũng được, sau khi chờ người trong nhà của ngươi đến, ta lại đi. Đường thanh nhã ngay tức khắc cảm thấy ấm áp trong lòng, gương mặt xinh đẹp càng trở nên đỡ hơn, thấp giọng lên tiếng, ừm. Sau đó, sự im lặng kéo dài đến gần 2 phút. Hai người cứ như vậy đứng ở trước cửa nhà hàng, ai cũng không mở miệng nói một câu. Đối với đường thanh nhã, kiếp trước của Diệp Trần hoàn toàn chính xác có tình cảm với nàng, đáng tiếc về sau khi nàng chết thảm, chút tình cảm này cũng dần dần chôn vùi ở bên trong ký ức dài răng rặc 800 năm, nhất là về sau ở tu chân giới. Hắn gặp được khi Nguyệt Tiên từ người có tình cảm thân thản với mình, trong lòng hắn không thể tiếp nhận những người phụ nữ khác trong trái tim mình. Cho nên hiện tại hắn đối với đường thanh nhã chỉ có hổ thẹn, có cảm kích, nhưng lại rất khó lại có tình yêu. Đường thanh nhã thấy Diệp Trần như là người gỗ đừng ở đó, chậm chạp không nói lời nào, dần dần trở nên phiền lòng, cuối cùng sâu kín thở dài một hơi lúc này diệp trần từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần quay đầu cười nói làm sao lớp trưởng đại nhân thế nhưng có chuyện gì phiền lòng cô không ngại nói cho tôi tôi có thể giúp cô giải quyết đường thanh nhã vốn chỉ là bởi vì diệp trần đâm ra phiền lòng mà thở dài nhưng nghe diệp trần nói như vậy chợt nhớ tới chuyện lo lắng gần đây nhất kia không thể không thở dài một hơi nói tôi gần đây hoàn toàn chính xác là có một chuyện khó giải quyết nhưng chuyện này anh không giúp được tôi lông mày diệp trần nhíu lại vẻ mặt tự tin nói Vậy thì chưa chắc, trên đời này, chuyện tôi làm không được, thực sự là không nhiều lắm. Phốc phốc, đường thanh nhã nghe được điều này, nhịn không được che miệng cười khúc khích, cảm thêm xinh đẹp động lòng người, nói. Diệp Trần a à, Diệp Trần, cuộc công tôi còn cho rằng anh là người thành thật, không nghĩ tới anh cũng chém gió trâu đến thế, vậy mà không xấu hổ một chút nào. Hèn chi bầu trời tối như vậy, hóa ra là do anh thổi mây đen bay tới, ha ha ha. Đường thanh nhã cười đến run rẩy cả người. Diệp Trần thấy đường thanh nhã cười thành cái dạng này, không còn gì để nói Tôi chỉ nói thật mà thôi Cô không cần cười lớn đến như vậy chứ Đường thanh nhã nhìn sang dáng vẻ đàng hoàng chững chạc của Diệp Trần Ngay tức khác càng cười to hơn Cười thở không ra hơi Một tay vịn vào người Diệp Trần Cả người lung lay như sắp ngã Diệp Trần thấy vậy theo bản năng đưa tay nắm bờ vai của đường thanh nhã Sợ cô ta người đến ngất đi Đúng lúc này Két Theo một tiếng phanh gấp của ô tô dừng lại một chiếc xe hammer màu đen dừng lại ở bên cạnh đường cái cách chỗ đứng của hai người không xa. Ngay sau đó, cửa xe gần như là được đá văng ra sau đó từ trong xe có một nam thanh niên dáng người khôi ngô nhảy ra lao nhanh thẳng tới chỗ hai người thằng nhóc kia thả em gái của tao ra nam thanh niên khôi ngô kia đi hai ba bước đã lao tới trước mặt diệp trần trực tiếp đánh ra một quyền hướng tới mặt diệp trần một quyền mang theo tiếng gió rung động, kiển nhiên võ công của đối phương không kém một quyền này nếu như mà đánh vào trên cơ thể của người bình thường mũi bị đánh gãy còn là nhẹ không khéo còn có thể nguy hiểm đến tính mạng vẻ mặt diệp trần không thể không phát lạnh thuận tay chụp một cái đã bắt được cổ tay của nam thanh niên khôi ngô kia sau đó dùng lực sơ lên nhẹ nhàng quay vòng qua đầu thanh niên 180 độ sau đó lấy mũi chân đá vào đằng sau đầu gối thanh niên kia một cái thanh niên kia ngay tức khắc quỳ một chân trên đất cũng không có cách nhào nhúc nhích không được vô lễ một tiếng nói không được vô lễ vang lên ở trong hăm mơ lại đi ra một ông già ồ tốc độ của ông già này còn nhanh hơn gia chiều cũng mạnh hơn trong nháy mắt đã lao tới trước người diệp trần nằm lấy cổ tay của hắn hiển nhiên là muốn cứu thanh niên khôi ngôn này từ trong tay của diệp trần ra hừ diệp trần hừ nhẹ một tiếng đồng thời cánh tay đột nhiên rung một cái đạc 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 ồ trong miệng ông già kia phát ra tiếng kêu sợ hãi đồng thời cả người như gặp phải xét đánh thậm chí còn phải lùi lại bốn năm bước hơn nữa khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo dường như lúc nào cũng muốn phun một ngụm máu ra hóa ra là tông sự ở trước mặt Mạnh mỗ thất lễ, ông già này cũng có phản ứng cực nhanh, sau khi bị Diệp Trần đẩy lui, lập tức đánh giá thanh niên mặc đồng phục học sinh ở trước mắt này. Lại là tông sư hóa kinh, trong lòng vừa sợ lại ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ đến cùng là người phương nào, vì sao muốn cưỡng ép công tử và tiểu thư nhà ta? Công đợi Diệp Trần mở miệng, đường thanh nhã ở bên cạnh cũng kịp phản ứng lại. Anh, ông mạnh, các người đây là đang làm cái gì? Diệp Trần, đây là anh ta, anh nhanh thả hắn hóa ra thanh niên khôi ngô kia lại là anh trai của đường thanh nhã tên là đường thanh sơn trước đó đường thanh nhã gọi điện cho anh trai của cô xin giúp đỡ nói mình ở nhà hàng diễm dương gặp phiền phức thế là đường thanh sơn dẫn cao thủ trong nhà hỏa tốc chạy tới vừa đến nhà hàng diễm dương đường thanh sơn ở trong xe nhìn thấy cảnh tượng diệp trần ôm đường thanh nhã theo bản năng coi diệp trần chính là phiền phức mà đường thanh nhã nói vì vậy không hề suy nghĩ trực tiếp lao tới diệp trần hiểu rõ tình huống buông tay thả đường thanh sơn ra thản nhiên nói sau này làm việc đứng xúc động như vậy lần này may mắn gặp phải người là tôi bằng không anh cũng không có may mắn như thế đường thanh sơn bị một thiếu niên so với mình nhỏ hơn rất nhiều bị một trận ông cụ non gian dậy lập tức tức đến nổ phổi cái thằng này mày còn chưa đợi đường thanh sơn mắng ra hết ông già ở sau lưng hắn nhanh chóng bịt miệng hắn lại nhẹ giọng nói thanh sơn không được xung động người này chắc là tông sư hóa kình cái gì Đường Thanh Sơn nghe được lời này của ông già, hai mắt lập tức trợn ngược lên thật lớn, nhìn Diệp Trần với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhát thời cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trần thấy ông già kia đã nhân ra thực lực của mình, biết nếu tiếp tục ở đây, sẽ lại có một trận phiền phức, thế là hướng về phái đường Thanh nhã mỉm cười nói. Người nhà của cô đã tới, vậy ta cũng nên về rồi, nhớ kỹ, sau này cô có phiền phức gì, cứ tới tìm ta. Nói xong một câu này, Diệp Trần quay người đi. Đợi, Đường Thanh Nhã vừa muốn mở miệng, lại phát hiện mình thấy hoa mắt, sau khoảnh khắc Diệp Trần đã đi tới hơn 10 mét. Thực ra thì, từ lúc Đường Thanh Sơn xuống xe, ra tay với Diệp Trần, được Diệp Trần sử dụng một chiêu chế phục, đến lúc ông già kia ra tay lại bị đánh lui trở lại, chẳng qua chỉ là trong một cái chớp mắt. Đợi đến lúc sau khi Đường Thanh Nhã hoàn toàn kịp phản ứng, đôi mắt đẹp sáng như sao kia không thể không cắt cao nhìn chằm chằm vào bóng lưng càng đi càng xa trong màn đêm kia, bỗng nhiên có một loại cảm giác khác lạ rất lớn. Đây là Diệp Trần mà ta biết sao Xe Hammer trên đường trở về đường ra Ông Mạnh, anh, cháu phải nói bao nhiêu lần nữa thì các người mới tin tưởng Anh ta thật sự là một người bạn học trong lớp chúng ta mà thôi Các người không thấy anh ấy còn mặc quần áo đồng phục học sinh sao Đường Thanh Sơn trận lớn hai mắt 17 tuổi tông sư hóa kình Hơn nữa gia cảnh bình thường Không có bất kỳ bối cảnh gì Điều này sao có thể Ông Mạnh, không phải ngài nhìn lầm chứ Ông già kia được gọi là ông Mạnh Câu mày suy nghĩ một lát mới buồn bã nói Người này quả thật có chút cổ quái Hơn nữa khi hắn phát ra khí kình bá đạo vô cùng Cùng với võ giả nội kình khác rất khác nhau Nhưng lấy thực lực của lão phu Coi như là cao thủ võ đạo cảnh giới ám kình đỉnh phong Cũng tuyệt đối không có khả năng cho một chiêu có thế ép ta lui lại Hơn nữa còn tùy ý như vậy Người này coi như không phải tông sư hóa kình Chỉ sợ cũng có thực lực của tông sư hóa kình Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại Tông sư hóa kình trẻ tuổi như vậy Tuyệt đối không có khả năng là hạng người vô danh, vì sao trước đó ta chưa từng nghe nói. Ông già nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ra. Đường Thanh Sơn hai mắt trợn lên, xoay người, nhìn về phía Đường Thanh Nhã ở bên cạnh nói: "Tiểu Nhã, anh thấy em và cậu bé kia có quan hệ không tệ nha, hay là cuối tuần này, em hẹn cậu ấy về tới trong nhà một chuyến, cũng làm cho anh của em giúp em nhìn một chút được không?" Đường Thanh Nhã nghe được điều này, khuôn mặt ngay lập tức đỏ lên. "Anh, anh nói cái gì đó?" Em và hắn chỉ có quan hệ bạn học bình thường thôi. Đường Thanh Sơn cười ha ha một tiếng. Anh chỉ là bảo em hẹn cậu ấy vào trong nhà mình làm khách, cũng không nói ngươi và hắn có quan hệ gì khác à. Em gái tốt của ta, đây không phải là giống như có ý chưa đánh đã khai hay sao? Cương mặt đường Thanh Nhã càng đỏ hơn, trực tiếp xoài đầu qua bên khác. Cừ, không thèm để ý tới anh. Ông manh kia ở một bên, đột nhiên chen lời nói. Thanh Nhã, ông nhớ được cháu và công tử của Mạc ra ở thành phố Thiên Hải hình như có mang theo hôn ước a à. ông mạnh kia vừa nói ra lời này cả hai người đường thanh nhã và đường than sơn đều biến sắc nhất là đường thanh nhã vẻ mặt trắng mạch hiển nhiên câu nói này đã chạm vào nỗi đau của nàng bất quá đó là mong muốn đơn phương của cha ta và bọn họ ta không muốn gả cho mặc trường vân cái loại công tử chỉ biết ăn chơi kia ông mạnh kia lại thở dài một hơi nói mặc dù đường ra chúng ta là đệ nhất gia tộc ở vân châu nhưng trong những năm gần đây đang trong tình trạng xuống dốc Toàn bộ là nhờ vào uy vọng của ông nội các cháu tới chống đỡ mà thôi. Bây giờ ông nội các cháu bệnh nặng, nếu như thực sự có chuyện bất chắc gì xảy ra, đường ra chỉ sợ sẽ bị tào ra và lâm ra bọn họ hoàn toàn bỏ qua. Đây chính là nguyên nhân mà vì sao cha của cháu cứ buộc phải thông ra với mạc ra ở thành phố Thiên Hải. Đường thanh nhã nghe được điều này, trong hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở nói. Chẳng lẽ ông Mạnh cũng cảm thấy, cháu cần phải vì lợi ích của gia tộc hy sinh sinh hạnh phúc cả đời của mình sao? Không nghĩ tới, ông Mạnh kia lại khoát tay áo nói. Không, ý tứ của ông đó là, nếu như cháu thật không đồng ý vụ hôn nhân này, Diệp Trần kia, có lẽ đó sẽ là cơ hội của cháu. Chớp mắt một cái, cách cái đêm mà lớp tổ chức liên hoan đó đã qua được hai ngày. Mà trong thời gian hai ngày, tin tức ở sàn đấm bốc dưới lòng đát của Kim Sa Ngu Nhạc Thành xuất hiện một tên tông sư hóa kình, truyền khắp toàn bộ Vân Châu. Lâm gia Vân Châu. Ba, một ông già ước chừng 70 tuổi, mạnh mẽ ném cái chén trong tay của mình xuống đất, gần như là gào thét lên. Thời gian cha xét lâu như vậy, vậy mà còn không có cha ra lai lịch của vị tông sư hóa kình kia, thực sự là một đám vô dụng. Mấy người bị mắng, thì nhau cúi đầu, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt khổ sở nói. Cha, việc này cũng không thể trách bọn họ, lão hồ ly tảo khôn kia đã hoàn toàn phong tỏa tin tức, căn bản là không có cách nào cha ra được. Lão giả nghe thấy vậy, nặng nề thở dài một hơi, vẻ mặt tâm tình không ổn định, ta vất vả đường ra mới sắp chịu sụp đổ, nếu như để tàu gia đạt được một vị tông sư hóa kình tới hỗ trợ, vậy vân châu này chẳng phải là muốn để cho tàu gia kỵ độc quyền? người nam tử trung niên này yếu ớt thở dài một hơi, nói đúng nha, bản thân tàu gia rất giỏi về kinh doanh sản nghiệp màu xám, hơn nữa ở phía sau lại có chỗ dựa lớn, nếu như lại có thêm một vị tông sư hóa kình tới hỗ trợ, sợ rằng không tới mấy năm có thể trở thành gia tộc xếp hạng năm vị trí đầu ở toàn bộ tỉnh thiên nam. ai nếu như năm đó em ba có thể trở thành con dâu của Diệp gia, vậy Lâm gia chúng ta làm sao sẽ đến mức này." Người đàn ông Trung Liên kia vừa mới nói xong, ông già bực mình đứng lên. "Ta đã nói với con bao nhiêu lần, không cho phép ở trước mặt chúng ta nói về đứa con gái hư hỏng đó nữa, nó không biết liêm sỉ, chưa kết hôn đã sinh con, chẳng những thể diện của Lâm gia chúng ta mất hết, còn suýt nữa mang tai họa ngập đầu về cho gia tộc. Mặc dù nó bây giờ đã chết, Lâm Thế Kiêu ta cũng sẽ không nhận đứa con gái này." Mọi người thấy Lâm Thế Kiêu nổi giận lập tức không có ai còn dám nói gì nữa. Qua một lúc lâu, sau khi Lâm Thế Kiêu bình tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ việc vấp bách của chúng ta chính là nhanh chóng tra ra lai lịch của vị tông sư hóa kình kia và quan hệ của vị kia với tào gia nếu có thể không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo người này từ tào gia về tới trận doanh của lâm gia chúng ta tất cả nghe rõ chưa rõ cùng lúc đó ở đường gia vân châu lúc này tào gia bỗng nhiên tiếp xúc với một vị tông sư hóa kình Rõ ràng ta thấy quá nhanh Đây là đang thể hiện với đường ra chúng ta a. À. Một ông già tóc trắng Ngồi ở trên xe lan Nếu mày nói Nếu như Diệp Trần bây giờ mà ở đây Liếc mắt là có thể nhận ra Ông già tóc trắng xóa này Thì ra chính là ông già mà lúc trước hắn ở bệnh viện hắn đã từng cứu một mạng Hóa ra Người này chính là chủ nhân của đường ra kia Tên là Đường Nghiệp Ông nội của đường Thanh Nhã Nghe nói trước đây Đường Nghiệp từng tham gia cách mạng Tuy rằng chiến công không thể nói là hiền hách nhưng cũng là nhân vật uy chấn một phương. Sau khi thành lập quốc gia thì đi vào con đường làm quan, một đường làm tới cấp tỉnh, cũng coi là đại tướng nơi biên cương. Chẳng qua về sau do tuổi tác lớn nên đã sớm lui xuống, đến nay đã có hơn 20 năm. Đường lão có rất nhiều con cháu, hơn nữa có rất nhiều người về sau tiến vào con đường làm quan, nhưng cũng không có ai tài giỏi xuất chúng. Cho nên 10 năm gần đây đến nay, hy vọng của đường ra ở Vân Châu đã không còn lớn bằng lúc trước. Nghe được lời này của đường nghiệp một người đàn ông trung niên ở sau lưng lập tức tiến lên phía trước nói: "Cha, thân thể ngày còn không được khỏe, không cần vì việc này mà phiền lòng, con đã phái người đi điều tra việc này, tin tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Không nghĩ tới, Đường Nghiệp thở dài nói: "Cơ thể này của ta sợ rằng không khỏi được, trừ khi có thể tìm được thiếu niên thần bí mà hôm đó ta gặp được ở trong bệnh viện, có lẽ còn có hy vọng sống một chút." Mấy người con trai của Đường Nghiệp không thể không liếc nhau một cái, thi nhau lắc đầu hôm đó sau khi đường nghiệp từ bệnh viện trở về cũng đã cho người đi thăm dò vị thiếu niên tông sư thần bí theo như hắn nói kia thế nhưng đến nay còn chưa có tìm thấy hai ngày trước mạnh huyền lễ đường gia đệ nhất cao thủ bọn họ nói hắn ở nhà hàng diễm dương gặp phải một tên thiếu niên tông sư hóa kình hư hư thực thực hơn nữa còn là bạn học cùng lớp cấp ba với đường thanh nhã tuy nhiên ngày thứ hai phái người đi thăm dò người kia vậy mà mất tích một cách không bình thường đến bây giờ cũng chưa có tin tức gì người của đường gia tự nhiên là không đoán ra được người mà bọn họ muốn tìm, giờ phút này đang ở bên ngoài thành phố Phân Châu, ở trong sơn động một chỗ bí ẩn. Chỉ thấy, Diệp Trần xếp bằng ở trong động, bẩn thỉu ở trước người đặt ở đó một cái lò luyện đan được chế tạo bằng đồng nguyên chất, hai tay đặt ở hai bên lò luyện đan bằng đồng đó, trên bàn tay liên tục không ngừng phun ra ngọn lửa màu đỏ cực nóng. Ngọn lửa này tên là Tam Muội Chân Hòa, chỉ có người tu chân mới có thể thi triển, lấy tu vi cảnh giới bây giờ của Diệp Trần, cũng chỉ có thể thi triển ra một tiên như vậy mà thôi tuy rằng đối với chiến đấu có sự trợ giúp không lớn nhưng đủ để luyện đan thì thừa sức hóa ra sau ngày liên hoan của lớp diệp trần sử dụng một nghìn vạn mà tàu khôn đưa đi dạo hết toàn bộ các cửa hàng dược liệu ở thành phố vân châu cuối cùng gom góp đầy đủ các loại dược liệu của một loại đan dược cấp thấp sau đó tìm tới sân động bí ẩn này để ẩn núp bắt đầu triển khai kế hoạch lớn của hắn bỗng nhiên tám muội chân hỏa trên bàn tay diệp trần đột nhiên tăng lớn sau đó khải quát một tiếng ngưng răng rắc lò luyện đan được chế tạo bằng đồng nguyên chất kia rõ ràng không chịu nổi nhiệt độ của tam muội chân hỏa và chân nguyên của diệp trần ép lên vậy mà đang bắt đầu giãn nứt ra xong rồi diệp trần thuận tay bắn cái nắp đan lô ra bàn tay khẽ hấp đan dược trong đan lô lập tức được hắn hút vào trong lòng bàn tay mà cùng lúc đó lò luyện đan được chế tạo bằng đồng nguyên chất kia không có chân nguyên chống đỡ lại thêm nhiệt độ cao của tam muội chân hỏa nung khô rõ ràng bành một tiếng trực tiếp hóa thành một bãi nước đồng Diệp Trần nhìn vào chín viên đan dược óng ánh sáng long lanh trong tay, không thể không thở dài một hơi. Mới chỉ là bồi nguyên đan loại đan dược cấp thấp nhất ở tu chân giới, mà đã tiêu hết tất cả tiền. Loại linh vật này ở nơi thiếu thốn như trái đất, quả nhiên không thích hợp để tu chân đúng rồi. Thử công hiệu một chút xem thế nào. Trực tiếp lấy ra một viên bồi nguyên đan, ném vào trong miệng, oanh, đan dược vào trong cổ họng, tiến vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ năng lượng mạnh mẽ, xông về mỗi một chỗ tế bào khắp toàn thân từ trên xuống dưới sau đó lại nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên tinh thuần hội tụ về phía đan điền thật lâu thở ra diệp trần bỗng nhiên nhổ ra một ngụm khí bẩn khí tức cả người cũng thay đổi mạnh hơn một chút nhưng trên mặt hiện ra vẻ rất thất vọng ai dược liệu trên trái đất này quá kém ta tiêu tốn mất món tiền khổng lồ hơn ngàn vạn đồng luyện ra bồi nguyên đan công hiệu lại còn không bằng một phần ba lúc ở tu chân giới xem ra chỉ có thể lấy số lương tới để đền bù không có cách diệp trần đành phải lấy ra hai viên bồi nguyên đan nữa lần nữa ném vào trong miệng. Lần này, năng lượng mà hai viên bồi nguyên đan biến thành quả nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước. Sau nửa giờ, âm âm, cơ thể Diệp Trần bỗng nhiên rung động, ngay sau đó khí tức cũng theo đó mà tăng vọt. Lại qua một lúc lâu, khí tức tăng vọt trên thân của Diệp Trần mới ổn định lại, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Luyện khí tầng 4 cuối cùng đã đến." Luyện khí cảnh chia làm 9 tầng, trong đó 3 tầng đầu là luyện khí sơ kỳ, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân nguyên là đủ. Đạt tới luyện khí tầng 4, cũng tức là tiến vào luyện khí cảnh trung kỳ, lúc này chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đã không được, còn phải lấy linh khí rèn luyện huyết nhục, chờ tu vi tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, huyết nhục toàn thân trải qua cải tạo, nhục thân có thể căn cản được đạn pháo. Còn nếu tiến thêm một bước nữa, đạt tới cảnh giới luyện khí hậu kỳ, bắt đầu phải lấy linh khí rèn luyện gân cốt, đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, sau khi toàn thân trải qua cải tạo từ trong ra ngoài, coi như là đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ cũng có thể chống lại. Đây cũng là lý do vì sao, khi Tu Vi đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 4, cần có năng lượng nhiều hơn nữa rất nhiều lần. Sau khi thuật lợi đột phá tới cảnh giới luyện khí tầng 4, Diệp Trần bước ra khỏi sơn động bí nấp này, thân thể rung lắc một cái, bụi trên tóc và quần áo bị tác động cho bay đi, toàn bộ cơ thể trở nên sạch sẽ và mịn màng, trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ trước khi vào sơn động. Chỉ vì luyện chế mấy viên đan dược nho nhỏ này, vậy mà tiêu hết sạch tiền của ta, xem ra ta cần phải tìm một con đường kiếm tiền khác nhanh hơn mới được." Diệp Trần thì thầm, lấy điện thoại di động đều của mình từ phía sau một hòn đá bên cạnh sân động. Trước khi tiến vào sân động, Diệp Trần vì để cho chính mình không bị tác động từ bên ngoài quấy nhiễu, toàn tâm luyện đan, nên đã tắt máy điện thoại di động để ở chỗ đó. Mở điện thoại ra, có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, từ trên màn hình thi nhau hiện ra, hơn nữa gần như tất cả đều đến từ một người đường thanh nhã diệp trần lập tức hết sức hiếu kỳ trước khi tới đây hắn đã nói chuyện qua với tô lam nói mình hai ngày này muốn ở lại trường học sau đó lại cố ý để ngô lỗi giúp mình xin phép giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ hai ngày theo lý thuyết mà nói đường thanh nhã là lớp trường không thể không biết chuyện này chắc là nhà đầu này có chuyện gấp gì đó nghĩ tới đây diệp trần trực tiếp bấm điện thoại gọi cho đường thanh nhã sau một lát tiếng nói trang ngập kinh ngạc của đường thanh nhã từ đầu bên kia điện thoại vang lên diệp trần Hai ngày nay anh chạy đi chỗ nào thế? Điện thoại không gọi được, tôi còn tưởng rằng anh bị mất tích rồi. Điện thoại tôi tắt máy, lớp trưởng đại nhân tìm ta có việc gì gấp sao? Đường thanh nhà im lặng một lát, mới ấp cùng nói. Đó là, là như thế này, bởi vì thân thể ông nội ta luôn không được khỏe. Bố tôi và bác tôi đang dự định tổ chức một bữa tiệc gia đình, làm cho ông nội tôi vui một chút. Nếu anh có thời gian, anh có thể đến và tham gia hay không? Diệp Trần đột nhiên cảm thấy khó xử. Đây là bữa tiệc của ông nội cô tôi đi hình như không thích hợp a đường thanh nhã nghe diệp trần nói như vậy lập tức khẩn trương cô ta đã đáp ứng anh trai của mình cần phải mời diệp trần tới hơn nữa bản thân cô ta cũng rất hy vọng diệp trần có thể tham gia phù hợp phù hợp như loại bữa tiệc gia đình này mỗi người của đường ra đều có thể mời bạn bè của mình tham gia bạn bè của ta không nhiều anh coi như là giúp ta một lần có được hay không đường thanh nhã cũng đã nói tới nước này rồi diệp trần thực sự không tìm thấy lý do nào khác để từ chối vậy được rồi Bữa tiệc gia đình của nhà cô bắt đầu vào lúc nào? Đường Thanh Nhã mừng rỡ, vội vàng nói. Ngay vào 8 giờ tối nay, anh bây giờ đang ở đâu? Tôi để cho người tới đón anh. Được rồi, cô đem địa chỉ gửi qua tin nhắn cho tôi là được. Sau khi nói chuyện điện thoại với đường Thanh Nhã xong, dưới chân Diệp Trần hơi động một chút, người đã đi ra bên ngoài mấy chục thước, sau đó ở vùng ngoại ô đi xuyên qua không tới 10 phút, cuối cùng cũng đã trở lại trong thành phố Vân Châu. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối xuống, Hắn vốn định về quán cơm Tô Thị nhìn một chút, nhưng khi hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy địa điểm mà Đường Thanh Nhã gửi qua tin nhắn cho mình, rõ ràng là một nơi đi ngược lại với hướng quán cơm Tô Thị. Hơn nữa bữa tiệc gia đình của Đường gia bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, mắt thấy thời gian cũng sắp tới. Cuối cùng, Diệp Trần quyết định đi đường ra trước, gặp mặt với Đường Thanh Nhã một lần, nếu như không có việc gì, hắn về sớm một chút là được rồi. Bởi vì nội thành có nhiều người phức tạp, không tiện thi triển một số năng lực kinh thế hãi tục, Diệp Trần đành phải gọi một chiếc taxi thay đi bộ. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng tên là Tử Kim Sơn. Đối với nơi này, Diệp Trần có chút ấn tượng. Người ta nói rằng khu biệt thự này là nơi tập hợp những người giàu có nhất và quyền lực nhất ở thành phố Vân Châu, không phú thì quý. Ngay cả trên mặt đất ở Vân Châu, vẫn còn một câu nói rằng nếu không có một căn biệt thự riêng của mình ở Tử Kim Sơn, thì người đó sẽ không được coi là một người thượng lưu ở Vân Châu. Đương nhiên với câu nói này, theo quan điểm của Diệp Trần, chủ yếu là một mánh lưới quảng cáo cố tình của các nhà phát triển bất động sản, nhưng nó có thể được lan truyền rộng rãi ở Vân Châu, đủ để minh họa người dân ở Vân Châu ngưỡng mộ tiểu khu này. Diệp Trần đang định đi vào, lại bị bảo an ở ngoài cửa tiểu khu này ngăn lại. Thưa ông, ông có phải chủ sở hữu của căn biệt thự nào đó ở đây hay không? Hay ông muốn ghé thăm? Nếu ông không phải là chủ sở hữu, vui lòng báo cáo số nhà mà ông muốn ghé thăm. Theo quy định, trước tiên chúng tôi phải xác nhận danh tính của ông với chủ sở hữu trước khi ông có thể đi vào nhân viên bảo vệ rất niềm nở và lịch sự, nhưng trong sâu thẳm nụ cười của hắn ta, rõ ràng có một chút vẻ khinh thường mờ nhạt. Thật ra, thì cũng không thể đổ lỗi cho các nhân viên bảo vệ khi xem thường người. Thực sự là cách ăn mặc của Diệp Trần quá giản dị, đồng phục của học sinh tẩy rửa sạch tới bạc màu. Dưới chân là đôi giày vải bình thường không thể bình thường hơn, kiểu tóc thì bình thường và thậm chí còn dối bời. Mặc dù vóc người vẫn còn khá hoạt bát, có sức sống, nhưng làm thế nào để nhìn vào đó so được với tầng lớp thượng lưu của xã hội này? đó hoàn toàn là một cậu bé nghèo và cổ hủ đối với sự khinh miệt của người bảo vệ diệp trần căn bản không có để ở trong lòng ở trong mắt hắn cuồng đế của tu chân giới này những người của thế giới này ngoại trừ gia đình và bạn bè của hắn ra những người khác cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi ai lại đi quan tâm đến cách nhìn của con kiến hôi đối với bản thân mình đây tôi không biết số nhà nhưng tôi được mời tham gia bữa tiệc gia đình của đường ra diệp trần trực tiếp mở miệng nhàn nhạt, nhạt nói nhân viên bảo vệ nghe điều này đột nhiên hắn ta hơi kinh hãi Đường gia, đó là gia tộc đệ nhất ở Vân Châu. Hơn nữa, đường gia thực sự muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình vào tối nay. Nghe người ta nói rằng đó là để làm cho đường gia vị kia vui một chút và những người được mời gần như là tầng lớp thượng lưu của Vân Châu. Điều này thậm chí có thể được cho là một trong những sự kiện hiếm hoi ở Vân Châu trong những năm gần đây. Xin hỏi tiên sinh, ngài tên là gì? Tôi sẽ gọi điện cho đường ra để xác minh một chút. Nhân viên bảo vệ trong nháy mắt không còn sự kiêu ngạo của trước đó. Con người, lễ độ cung kính nói mặc dù hắn ta vẫn cảm thấy rằng cậu bé nghèo khổ này không thể nào là nhân vật lớn nhưng hắn ta không dám có bất kỳ sự cẩu thả nào xét cho cùng ngay cả khi đó là hoàng đế cũng có mấy nhà người thân thích nghèo không phải sao diệp trần ngày chờ một lát nhân viên bảo vệ kia nở nụ cười với diệp trần nhân viên bảo vệ khác thì lao vào phòng bảo vệ bấm số điện thoại của đường ra này xin chào tôi là tiểu lương người bảo vệ ở cổng có một vị tên là diệp trần tiên sinh tự xưng là khách quý của đường ra cái gì, không có người như vậy Ok, tôi biết phải làm gì Sau khi nhân viên bảo vệ tên Tiểu Lương gọi điện thoại xong Toàn bộ khuôn mặt đột nhiên trở nên âm trầm Thằng kia, cố ý trêu đùa tao có đúng hay không Đây không phải là nơi mà mày có thể tới để quấy rối, Tranh thủ thời gian cút ngay cho tao Nhân viên bảo vệ vừa bước ra khỏi phòng an ninh liền hướng về phía Diệp Trần nói kháy chửi mát Rõ ràng, hắn ta đã coi Diệp Trần là loại lưu manh trên đường phố muốn trà trộn vào khu tử kim sơn hắn ta đã làm bảo vệ trong một thời gian dài ở đây loại chuyện này thường gặp phải Khi diệp trần nghe thấy điều này không thể không cau mày chợt muốn hiểu nguyên do tại sao một bữa tiệc thượng lưu như vậy chắc chắn phải xác nhận danh sách những người được mời trước mà đường thanh nhã gọi điện cho hắn trong nửa tiếng trước tên của hắn không xuất hiện trong danh sách mời cũng là chuyện rất bình thường nghĩ về điều này diệp trần đang định gọi điện thoại trực tiếp cho đường thanh nhã nhưng ngay vào lúc này một chiếc rôn roi màu đen đã đến Thấy sự xuất hiện của chiếc xe này, các nhân viên bảo vệ giống như thấy được ông chủ, ngay lập tức đứng dậy, chào hỏi, và nhanh chóng cho qua. Diệp Trần đột nhiên trở nên không hiểu, nhịn không được hỏi. Tại sao chiếc xe này có thể được trực tiếp cho qua mà không cần phải kiểm tra? Các nhân viên bảo vệ đều nhìn Diệp Trần với vẻ mặt như nhìn thẳng ngốc. Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, mày không thấy được người ta lái chính là chiếc rôn roi sao. Còn có biển số xe 4 số 8, toàn bộ thành phố Vân Châu có người nào không biết. Đó là chiếc xe của Tào Tứ Gia đừng có lộn xộn ở đây xéo đi nhanh lên khi mọi người ở đây đang nói chuyện két chiếc xe rôn roi phía trước kia đã lái vào trong tiểu khu đột nhiên dừng lại sau đó một người đàn ông trẻ đeo kính xuống xe và đi nhanh về phía cổng khi các nhân viên bảo vệ nhìn thấy thế họ đột nhiên thay đổi khuôn mặt họ nghĩ rằng giọng nói đằng sau của họ đã được những người ở trong xe nghe thấy tiểu tử còn không đi nhanh lên nếu chọc giận văn thiếu mày muốn đi cũng không còn dễ dàng như vậy chính mày muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta. Đi mau, đi mau. Cũng khó trách dáng vẻ nơm nớp lo sợ của bọn họ. Thực sự là thanh danh của Tào Gia Vân Châu quá phang dội. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu người đắc tội vị tàu Tứ Gia kia và những người kia biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này ở ngay ngày hôm sau. Rất nhanh người đàn ông trẻ đeo kính kia đã đi tới cổng. Các nhân viên bảo vệ vội vàng không người hành lễ. Văn thiếu khỏe chứ? Hóa ra, người đàn ông trẻ từ chiếc xe rôn roi đi xuống. Bỗng nhiên chính là tàu Văn Thiếu chủ tàu Gia. Dưới sự kinh hoàng của các nhân viên bảo vệ, Tào Văn nhanh chóng đến trước mặt Diệp Trần, cơ thể cúi đầu rất khiêm nhường, lễ độ cung kính nói. Dưới sự kinh hoàng của các nhân viên bảo vệ, Cao Quen nhanh chóng đến Di Chen và cơ thể cúi đầu rất khiêm nhường. Diệp tiên sinh, ngài đang làm gì ở chỗ này? Cái gì? Các nhân viên bảo vệ đột nhiên choáng váng, từng cái vẻ mặt biểu hiện giống như con chó nhật. Đường đường là người thừa cây thứ nhất của Tào Gia, sự hiện diện của kêu mưa gọi gió ở Vân Châu lại có thể đối với một thiếu niên nghèo cung kính như thế. Chẳng lẽ thiếu niên này đúng là công tử của một gia tộc lớn nào đó? Vừa nghĩ tới chính mình trước đó thái độ đối với người ta, nhiều nhân viên bảo vệ lập tức dọa cho run lẩy bẩy, tất cả đêm cúi đầu xuống thấp, sợ đối phương tìm chính mình tính sổ. Không nói những thứ khác, chỉ cần tào công tử này động động ngón tay, chỉ sợ cũng đủ để diệt bọn họ 18 lần rồi. Tuy nhiên, vị thiếu niên thần bí kia dường như cũng không có ý truy cứu. Chỉ nghe được diệp trần nhàn nhạt mở miệng nói một người bạn mời tôi đến nhà cô ấy chơi tôi đang định gọi điện thoại để cô ấy đi ra gặp tôi tào văn nghe được điều này vội vàng cười nói vừa vặn tôi cũng muốn đi vào không bằng tôi đưa diệp tiên sinh đi một đoạn đường có được hay không cũng được vậy cảm ơn a à. ngồi lên xe rôn doi của tào văn xe tiếp tục di chuyển lái vào trong tiểu khu trên xe không biết bạn của diệp tiên sinh ở đâu tôi cũng có một căn biệt thự ở đây mặc dù tôi ít khi sống ở đây nhưng đối với tiểu khu này cũng coi như là quen biết. Diệp Trần mỉm cười, thực ra thì tôi cũng không biết nhà nàng ở đâu, nhưng anh Tào Văn khẳng định biết, người bạn kia của tôi, cô ta họ đường. Đường ra, Tào Văn đột nhiên thay đổi khuôn mặt, hắn thận trọng nói. Chắc là Diệp Tiên Sinh cũng tới tham gia bữa tiệc của đường ra tối nay. Diệp Trần nhẹ gật đầu, xem như thế đi, làm sao, chẳng lẽ anh Tào Văn cũng tới đó, theo tôi được biết. Tào gia và đường gia đang đối đầu với nhau à? Tào văn mỉm cười, đối đầu ngược thì nói chưa tới chẳng qua đường ra và tàu ra còn có lâm ra ở khu tây thành đều là đại gia tộc ở vân châu có lúc khó tránh khỏi gút mắt về lợi ích mà thôi tuy rằng tam đại gia tộc chúng tôi trong bóng tối luôn luôn so sánh thực lực với nhau nhưng ở mặt ngoài ai cũng sẽ không vạch mặt dù sao còn có rất nhiều chỗ muốn hợp tác với nhau thu lệ vừa gửi cho các bạn tập 5 của bộ truyện trọng sinh tu tiên tại đô thị tuy rằng tam đại gia tộc chúng tôi trong bóng tối luôn luôn so sánh thực lực với nhau nhưng ở mặt ngoài ai cũng sẽ không vạch mặt dù sao còn có rất nhiều chỗ muốn hợp tác với nhau. Hơn nữa lần này sở dĩ đường ra mời tôi tới tham gia bữa tiệc của bọn họ, cũng không giống với mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lông mày Diệp Trần hơi nhíu, hiếu kỳ hỏi. Ồ, đây là vì sao? Tào Văn hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói. Thật ra thì cũng không có gì, đường ra vẫn luôn là gia tộc đệ nhất Vân Châu. Nhưng mà những năm gần đây phát triển chậm, trong gia tộc cũng không có nhân tài kiệt xuất nào, đã có xu thế suy sụp. Bây giờ đường lão lại gặp bệnh nguy kịch, nghe nói cũng chỉ còn sống được mấy ngày nữa. Đường lão vừa chết, hy vọng của đường gia tất nhiên sẽ gặp đả kích nghiêm trọng lần nữa. Theo tôi được biết, đường gia vì duy trì địa vị gia tộc đệ nhất Vân Châu của mình, có ý định thông gia với Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải, mà bữa tiệc tối nay này hơn phân nửa chính là muốn tuyên bố chuyện này. Lúc Tào Văn nói đến đây, sợ Diệp Trần không hiểu rõ, vội vàng nói thêm một câu. Đường gia là muốn lợi dụng uy vọng của Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải đến chấn nhiếp thế lực khắp nơi ở Vân Châu dù sao mạc gia ở thành phố thiên hải kia ở toàn bộ tỉnh thiên nam này đều xếp vào ba vị trí đầu xa xa không phải các thế lực ở loại địa phương nho nhỏ như vân châu chúng ta có thể so sánh được diệp trần lập tức giật mình hắn cũng không nghĩ tới đằng sau một cái bữa tiệc nho nhỏ này vậy mà bao hàm nhiều con đường cong cong thẳng thẳng như vậy chợt diệp trần bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước đường thanh nhã dường như chính là được gia tộc sắp xếp một mối hôn nhân chính trị mà chú rể chính là một vị công tử của mạc gia ở thành phố thiên hải vừa nghĩ đến đây Diệp Trần vội vàng hỏi: "Vậy anh Tào Văn có biết thông gia giữa hai bên là ai chăng?" Tào Văn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần sẽ đột nhiên hỏi như vậy, suy nghĩ một lát mới nói: "Dường như là con gái đứa con trai thứ hai của Đường lão, tên gọi là Đường Thanh Nhã, bây giờ còn đang học lớp 12, còn vị công tử của Mạc gia kia, gọi là Mạc Trường Vân, là loại thiếu gia bất học vô thuật ăn chơi." Nghe được điều này, vẻ mặt của Diệp Trần đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên một vết sát ý. Quả nhiên là hắn tiếp trước hại chết đường thanh nhã đem tất cả tội lỗi phù hãm đến trên người diệp trần hắn ngoài trừ diệp vô thương anh trai cùng cha khác mẹ còn có một cái đồng lõa chính là mạc trường vân này tao phát làm sao có thể biết được rằng diệp trần vào lúc này đang nghĩ gì ở dưới sát ý của diệp trần bao phủ toàn thân không thể không run lên vội vàng thận trọng nói diệp tiên sinh ngài thế nào diệp trần lúc này mới ý thức được chính mình thất thố vội vàng thu hồi sát ý cười nhạt một cái nói không có việc gì hai người đang nói chuyện rất nhanh đã tới trước biệt thự của đường ra đường ra không hổ là ra độc đệ nhất thành phố vân châu biệt thự ở vào vị trí trung tâm nhất của tiểu khu chiến diện tích hơn ngàn mét vuông trên dưới tổng cộng có ba tầng phong cách điển hình bắc âu hai người xuống xe đã sớm có người của đường ra ở cửa ra vào nghênh đón khách quý đường thanh nhã vậy mà cũng ở trong đó a à, diệp trần tôi không nghĩ anh sẽ đến sớm thế tôi đang định sẽ đi đón anh ở ngoài cổng đây đường thanh nhã nhìn thấy diệp trần ngay lập tức vẻ mặt ngạc nhiên bước nhanh tới. Đường Thanh Nhã ngày hôm nay mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ thẫm, đường sáng người thon dài nổi bật kia của cô hiện ra vô cùng tinh tế. một đôi giày cao gót tinh thể dưới chân cô gần như cùng chiều cao với Diệp Trần. tóc buộc kiểu đuôi ngựa bây giờ cũng xóa ra tung bay trên hai vai trắng nõn như ngọc. so với dáng vẻ học sinh nây ngô bình thường, cả người trông cao quý và thanh lịch, giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy đôi mắt tỏa sáng, không thể không trêu đùa đường đại mỹ nữ mời ta tự nhiên phải ra roi thúc ngựa chạy tới á đường thanh nhã hé miệng cười một tiếng bớt lắm mồm a à, anh đến nhà tôi lần đầu tiên tôi trước tiên mang anh đi thăm một chút nói xong trực tiếp kéo cánh tay diệp trần đi vào bên trong tào văn thấy cảnh này lập tức cao mày hắn nhìn tính vạn tính nhưng không có tính toán diệp trần thực sự có một mối quan hệ tốt với đường thanh nhã như vậy nếu như nguyên nhân bởi vì mối quan hệ với đường thanh nhã diệp trần thiên hướng về đường ra liệu những nỗ lực cố gắng trước đây của hắn có vô ích không tuy nhiên hắn đã thay đổi suy nghĩ và nghĩ rằng đường thanh nhã đã có hôn ước với vị công tử mạc gia kia nhưng bây giờ lại có mối quan hệ mập mờ với diệp trần đến lúc đó hai bên làm mất lòng nhau nói không chắc ngược lại đường ra gặp phải họa cũng không biết chừng đường thanh nhã trước tiên lôi kéo diệp trần đi tham quan xung quanh biệt thự một phòng giới thiệu với hắn một chút về hoàn cảnh xung quanh lúc này mới dẫn theo hắn tiến vào trong phòng phòng khách của đường ra rất rộng lớn hơn nữa trang trí cũng rất xa hoa không kém cỏi những khách sạn câu lạc bộ tư nhân chút nào lúc này đã có không ít khách nhân tới bọn họ người đứng hoặc ngồi trong đại sảnh cho hỏi trò chuyện với nhau diệp trần và đường thanh nhã vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhất là diệp trần hết cách rồi một thân quần áo đồng phục được tẩy dừa tới bạc màu ở trong bữa tiệc trong giới thượng lưu này sắc thực có vẻ hơi trướng mắt và không phù hợp với không khí trước mắt cho lắm mau nhìn tiểu tử nhà quê này không biết xuất hiện từ nơi nào Rõ ràng mặc đồng phục học sinh bị hỏng để tới đây Cái thằng này nhìn cũng quá buồn cười đi Không nói chuyện này Cùng đi với tên này Dường như là vị tiểu công chúa của người con trai thứ hai đường lão A Nghe nói vị tiểu công chúa này bây giờ còn đang học lớp 12 Thằng nhà quê này hơn phân nửa là bạn học của cô bé đó Thực sự là một bông hoa tươi cắm vào bãi cất trâu Lấy tu vi của Diệp Trần bây giờ Dĩ nhiên là có thể nghe thấy rõ ý kiến của mọi người Nhưng hắn ta không thèm quan tâm chút nào Trực tiếp tìm một góc không ai ngồi xuống và sau đó mỉm cười với đường thanh nhã cười nói thanh nhã nếu không cô đi chào hỏi những người khác đi tôi có thể tự mình làm được không nghĩ tới đường thanh nhã lại lắc đầu và thậm chí ngồi xuống ghế bên cạnh anh che miệng cười trộm nói thực ra tôi không biết nhiều về những người này trước đó chính là cảm thấy ở trong này quá ngột ngạt vì vậy tôi mới đi ra ngoài để hít thở không khí sau đó rốt cuộc có người ở lại bồi tiếp tôi đỡ buồn chán ô diệp trần lập tức không còn gì để nói nghĩ thầm nói bà cô này chẳng lẽ cô thực sự không biết cô làm như vậy hoàn toàn là đang kéo cửu hận vào cho tôi sao từ lúc diệp trần đi vào phòng khách lớn này cho đến bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thi thoảng sẽ có một vài ánh mắt muốn ăn người nhìn về phía hắn hết cách rồi bản thân đường thanh nhạ công chúa nhỏ của đường ra hơn nữa lớn lên xinh đẹp như thế không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn ở vân châu đã đưa nàng coi là nữ thần trong lòng mình mà bây giờ nữ thần của mình rõ ràng cùng với một tên thiếu niên nào đó có cách ăn mặc theo kiểu nhà quê như thế. Hơn nữa còn trò chuyện vui vẻ như thế, trong lòng làm sao lại không tức. Ngay tại chỗ hai người không xa cách đó trên một cái bàn, một thanh niên tuần lãng có thân hình cao lớn, ước chừng 20 tuổi. Hai mắt đang nhìn trong chọc vào cảnh đường thanh nhã trò chuyện vui vẻ với Diệp Trần, hai mắt của hắn đều nhanh muốn phun ra lửa. Úc Dương, ông học cùng lớp với thanh nhã, thằng kia chắc ông cũng biết phải không? Cái thằng này đến cũng có lai lịch gì, Thanh niên Tuấn Lãng hướng về một thiếu niên bên cạnh mở miệng hỏi. Mà thiếu niên kia, rõ ràng chính là Trần Húc Dương đội trưởng đội bóng rổ lớp 12A3. Trần Húc Dương thật ra thì từ lâu đã để ý tới hai người Diệp Trần và Đường Thanh Nhã, chỉ có điều sau khi trải qua hai ngày trước sự kiện kia, hắn chợt phát hiện đối với Diệp Trần có chút nhìn không thấu. Sau chuyện ở nhà hàng Diễm Dương hôm đó, Ba mắt mất tích, mà Diệp Trần cũng mất tích hai ngày, hắn vốn cho rằng Diệp Trần hơn phân nửa là bị Ba mắt xử lý nhưng bây giờ vẫn thấy vui vẻ xuất hiện ở đây. điều này làm cho hắn không thể không nhìn kỹ lại bạn học không đang chú ý của chính mình một chút. nghe được thanh niên tuần lãng bên cạnh hỏi, trần húc dương chớp mắt, cố ý nói, tên này a, à, hắn tên là diệp trần, là học sinh của lớp chúng ta. nghe nói là cô nhi, không cha không mẹ, nhưng có một dưỡng mẫu, hình như là mở một quán cơm nhỏ. sau khi thanh niên tuần lãng kia nghe xong trần húc dương miêu tả, lập tức tròn xoay đôi mắt, đột nhiên trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn con tưởng rằng có địa vị lớn như thế nào, hóa ra chỉ là một thằng ất ơ, à, chỉ bằng hắn, cũng xứng đánh chủ ý nữ thần của tôi, xem ra tôi phải cho hắn một cái giáo huấn không bao giờ quên mới được. Nói xong lời này, thanh niên Tuấn Lãng cầm một ly sâm panh ở trên bàn lên, sải bước hướng tới chỗ Diệp Trần và đường thanh nhã đi tới. Trần Húc Dương thấy kế sách của mình thành công, khóe miệng không thể không hiện ra nụ cười đắc ý. Từ Tuấn Kiệt này tuy rằng sự tàn nhẫn còn kém rất xa so với ba mắt, nhưng là ở loại trường hợp này, cũng đủ khiến mày phải xấu hổ trước mặt mọi người à. Diệp Trần đang tán gẫu với đường Thanh Nhã, bỗng nhiên trước mắt lại xuất hiện một dáng người, cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Thanh Nhã đã lâu không gặp. Đường Thanh Nhã nhìn người nọ, đôi mi Thanh Tú không thể không nhăn lại, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy và nở một nụ cười lịch sự. Từ công tử, anh khỏe chứ? Từ Tuấn Kiệt cười nói, Thanh Nhã, hai nhà đường ra và từ ra chúng ta, nhưng lại thế sao? Hai người chúng ta cũng coi là Thanh Mai Trúc Mã anh nhớ được trước kia em thường gọi anh là anh tuấn kiệt bây giờ làm sao mà lại khách khí như vậy à trên mặt đường thanh nhã rõ ràng hiện ra vẻ không vui mỉm cười lần nữa trực tiếp lựa chọn im lặng từ tuấn kiệt lập tức rất là xấu hổ đành phải đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người của diệp thần đang đứng ở một bên lại nói tiếp thanh nhã vị này là bạn của em mà em không giới thiệu cho bạn cũng quen biết một chút sao diệp trần tuy rằng đã nhìn ra cái tên này không có ý tốt nhưng để cho đường thanh nhã có thể diện vẫn là từ trên chỗ ngồi đứng lên không nghĩ tới hắn vừa mới đứng lên đường thanh nhã lại có thể ôm cánh tay của hắn hướng về phía tứ tuấn kiệt cười nói tốt lắm vậy tôi chính thức giới thiệu cho anh biết một chút đây là bạn trai của tôi diệp trần cái gì nghe thấy đường thanh nhã nói lời này chẳng những từ tuấn kiệt tê liệt ngay cả diệp trần cũng không khỏi đến nỗi sững sờ chợt cũng càng thêm vững tin và phán đoán của mình trước đó xem ra nhà đầu ngốc này thật sự không biết bữa tiệc ngày hôm nay căn bản không phải là bữa tiệc gia đình gì mà làm lễ đính hôn của cô ta với mạc trường vân sau khi tư tuấn kịp kịp phản ứng lại hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào diệp trần một lúc hiện ra vẻ ghen ghét nồng đậm thế nhưng dù sao bây giờ cũng là đang ở nơi đông người hắn cũng không tiện nổi giận đành phải cố gắng nặn ra vẻ tươi cười lạnh lùng nói hóa ra là diệp tiên sinh vậy không biết nhà của diệp tiên sinh ở đâu cha mẹ là làm việc gì diệp trần đã sớm biết tên này không có ý tốt thản nhiên nói Chuyện này có liên quan với anh sao? Đương nhiên là có liên quan à, Thanh Nhã Thế Nhưng là em gái của tôi. Tôi tự nhiên muốn nghĩ tới hạnh phúc cho cô ấy. Quyết không thể để cho một số tên ất ơ không biết trời cao đất rộng, lừa gạt tình cảm của cô ấy. Giọng nói của Từ Tuấn Kiệt đột nhiên đề cao lên 8 độ, lập tức dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều người thấy Diệp Trần và Đường Thanh Nhã ở cùng nhau, đã sớm nhìn Diệp Trần không thuận mắt. Bây giờ thấy Từ Tuấn Kiệt tìm hắn gây khó dễ, tự nhiên là thích nghe ngóng đối với việc từ Tuấn Kiệt giễu cợt một cách trắng trợn, Diệp Trần thì ngược lại không cảm thấy có chuyện gì to tác, mà Đường Thanh Nhã thì lại ngồi không yên. Từ Tuấn Kiệt, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, xin anh chú ý tới lời nói của mình. Từ Tuấn Kiệt thấy Đường Thanh Nhã rõ ràng bảo vệ Diệp Trần như thế, lập tức càng tức giận hơn. Thanh Nhã, anh là vì tốt cho em, em cũng không nhìn cậu ta là loại mặt hàng gì một chút, cậu ấy làm sao xứng với em? Diệp Trần nghe được điều này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tôi không xứng chẳng lẽ anh sướng sao?" Tư Tuấn Kiệt ngang nhiên nói, "ít ra tôi so với loại người không cha không mẹ đứa nhà quê như cậu mạnh hơn nhiều. Tuy rằng nội tình từ gia tôi so với đường ra thì kém, nhưng cũng là nhà có quyền thế ở Vân Châu. Cha ta là phó thị trưởng thành phố Vân Châu, mẹ tôi cũng là một giám đốc cấp cao của một công ty đa quốc gia. Cho dù không đề cập tới gia thế, Tư Tuấn Kiệt tôi từ lúc còn nhỏ đã đi theo danh sư tập võ, 13 tuổi đã trở thành võ khỉ nội kình, 16 tuổi được đặc cách chiêu mộ gia nhập bộ đội đặc trùng của quân đội." hiện tài còn chưa đến 17 tuổi, cũng đã có quân hàm trung úy. Vô luận là gia thế xuất thân hay là năng lực cá nhân, phóng tầm mắt thanh niên tài tuấn toàn bộ Vân Châu này có thể so sánh được như từ Tuấn Kiệt tôi, một bàn tay là có thể đếm ra. Mà cậu đây, bất quá chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường hơn cả bình thường, hơn nữa gia thế không có, bối cảnh cũng không có, năng lực chắc cũng không có, cậu lấy cái gì ra để so sánh với tôi? Không thể không nói, các ăn nói của từ Tuấn Kiệt này rất tốt hơn nữa xác thực là hắn có lực lượng và tự tin như vậy sau khi một phen giới thiệu bản thân xong người toàn bộ đại sảnh đồng loạt cùng nhìn sang thậm chí có ít người đã không nhịn được cao giọng lớn tiếng khen hay từ tuấn kiệt muốn chính là cái hiệu quả này thấy lời nói của mình đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người tới lại nói tiếp thanh nhã anh biết em đối với anh không có cảm giác anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của em thế nhưng anh tuyệt đối không cho phép mình thua ở một người như vậy nói đến đây từ tuấn kiệt lại quay sang nhìn về phía diệp trần Diệp Trần tôi nói đúng không? Từ tuấn kiếp tôi không thích ý thế hiếp người. Hôm nay tôi và cậu không so người thân, cũng không so bối cảnh. Vậy so một chút năng lực đi. Cậu nếu như là một người đàn ông, cùng tôi đánh một trận. Chỉ cần cậu có thể ở dưới tay tôi chống nổi 5 phút. Tôi coi cậu là một người đàn ông. Sau này chuyện của cậu và Thanh Nhã, tôi sẽ không hỏi tới. Nhưng nếu như cậu không làm được, mời cậu rời khỏi Thanh Nhã. Cút ra khỏi chỗ này. Cậu, có dám không? Từ tuấn kiệt vừa nói xong, toàn bộ người trong phòng khách của đường ra lập tức một mảnh sao động. Một số người không sợ chuyện lớn, đã bắt đầu ồn ào, hãy là một người đàn ông, đừng lo lắng. Từ Tuấn Kiệt, đoạt lại nữ thần ở bên cạnh người tên này đi. Tôi coi trọng ông. Khi đối mặt với sự ồn ào của đám đông, đường thanh nhã nóng nảy dậm chân, dứt khoát nắm chặt cổ tay Diệp Trần. Diệp Trần, bọn họ kinh người quá đáng, anh không cần để ý tới bọn họ. Nói xong, muốn dẫn Diệp Trần rời khỏi phòng khách, không nghĩ tới sau khi kéo một phát, nhưng không kéo đi được. Diệp Trần nhẹ nhàng tránh thoát cổ tay đường thanh nhã, giống như cười mà không phải cười nhìn sang Từ Tuấn Kiệt, anh chắc chắn muốn đánh nhau với tôi. Từ Tuấn Kiệt vênh lên, ngạo nghễ nói. Đương nhiên, Diệp Trần nhẹ gật đầu, được, vậy tôi giống như anh mong muốn. Rất nhanh, hai người đi ra một mảnh đất trống ở ngoài phòng khách, mọi người cũng nhao nhao đi theo ra ngoài để xem. Tiến Diệp Trần cảm thấy kỳ lạ là, ở đường ra ngoại trừ mấy tên tiểu bối ở đây ra, những người khác từ đầu đến cuối không thấy lộ diện bằng không cũng không thể nào để cho Từ Tuấn Kiệt làm loạn trong bữa tiệc của đường ra. Cậu bé, tôi thật không nghĩ tới cậu lại có dũng khí đáp ứng, xem ở trên việc cậu coi như có mấy phần cốt khí. Bản công tử không bắt nạt cậu, tôi chỉ cần dùng một tay, chỉ cần cậu có thể ở dưới tay tôi chống đỡ được một phút, tôi xem như cậu thắng. Từ Tuấn Kiệt nói xong, vậy mà thật sự thả lỏng tay phải về phía sau, chỉ cần cánh tay trái. Diệp Trần thấy thể, không thể không lắc đầu, hai mắt nhìn xuống, nhìn qua trên mặt đất, thản nhiên nói anh căn bản không biết mình đang đối mặt với loại tồn tại nào. Sau khi nói xong lời này, khí chất trên cả người Diệp Trần đột nhiên thay đổi. Tuyệt ngạo, cuồng bám miệt thị tất cả đây chính là cảm giác mà Diệp Trần cho Từ Tuấn Kiệt vào lúc này. Thậm chí hơn nữa, ngay cả Từ Tuấn Kiệt cũng không nói ra được tại sao, đối mặt với thiếu niên gầy yếu nghèo khó trước mặt này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không đánh mà chạy. Không đúng, ảo giác, cái này chắc chắn là ảo giác. Từ Tuấn Kiệt bỗng nhiên lắc đầu, đưa loại cảm giác kỳ quái trong lòng kia kia mạnh mẽ hắt ra sau đó hét lớn một tiếng lao tới cậu bé tiếp chiêu oanh tư tuấn kiệt không hổ là võ học kỳ tài 13 tuổi đã ngưng tụ ra nội kình bây giờ đã sắp tìm tới cánh cửa ám kình sau khi cả người lao ra giống như mãnh hổ xuống núi khi thế như cầu vòng thế không thể đỡ giống tư tuấn kiệt vỗ ra một trường trong cơ thể vậy mà phát ra một tiếng loang thoáng giống như hổ gầm đây chính là hình ý hổ quyền sau khi luyện đến cảnh giới lâu hỏa thuần thanh mới có thể xuất hiện như vây đến lại cảnh giới này lực đạo một trưởng vỗ ra đã không thể kém hơn so với mãnh hổ chân chính đủ để cắt tá đập nát kim loại trường pháp thật tốt trong số những người đang vây xem có không ít người là cao thủ võ đạo nhìn thấy một trưởng uy thế như vậy của từ tuấn kiệt nhịn không được vỗ tay bảo hay mà đối mặt với một trưởng vô cùng uy thế này của từ tuấn kiệt diệp trần đối diện thì giống như sợ choáng váng đứng tại chỗ không động đậy chút nào Tầm. Um, một trưởng này không ngoài ý muốn chút nào rơi vào ngực Diệp Trần. Ai, tên này xong rồi. Nháy mắt giết a. Thực lực tranh lực cách xa quá mức, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh. Cho nên nói, người a, phải tự biết mình. Trong ánh mắt của mọi người, đừng nói là Diệp Trần kiên trì một phút, cho dù là một giây đồng hồ cũng khó như lên trời. Tại trong tiếng thở dài của mọi người, một bóng như bay ra như diều rất dây, trực tiếp bay ngược ra đằng sau, sau đó nặng nề nở xây ngửa vào trên mặt đất thế nhưng sau khi mọi người nhìn rõ tình huống ngay lập tức từng người từng người trợn mắt há hốc cả mồm ra hóa ra người vừa mới bay ra ngoài nào đâu có phải là diệp trần rõ ràng chính là người chắc chắn thắng lợi từ tuấn kiết những người này làm sao có thể hiểu được diệp trần bây giờ đã đạt tới cảnh giới luyện khí trung kỳ da thịt đã trải qua linh khí rèn luyện lực phòng ngự so với chức tăng lên về chất cho dù diệp trần không có làm chỉ chỉ cần chân nguyên trong cơ thể tự động tạo ra phòng ngự phản lực Cũng xa xa không phải từ Tuấn Kiệt có thể ngăn cản được Hơn nữa, tuy rằng Diệp Trần cảm thấy từ Tuấn Kiệt nhiều lần khiêu khinh hắn Nhưng làm người cũng coi như là quang minh lỗi lạc Cho nên cũng không có đối với hắn ra đòn sát thủ Bằng không sẽ không chỉ đơn giản là bắn ngước ra đằng sau như vậy Tuy rằng mọi người nghĩ mãi mà không hiểu nguyên nhân trong đó là gì Nhưng cũng không có ai còn dám xem nhẹ thiếu niên có cách ăn mặc nghèo khó như trước Cùng lúc đó, ở một căn phòng nào đó trong biệt thự của đường gia, nhân vật quan trọng của đường gia đều tập trung ở đó, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc. Ông đường, chú đường, mọi người cân nhắc như thế nào rồi, chỉ cần đáp ứng điều kiện của bên cháu, cháu lập tức để cho người đưa linh dược kéo dài tính mạng tới, cam đoan có thể để cho ông đường có thể sống thêm được 3 năm. Nói chuyện chính là một thiếu niên ức chừng không đến 20 tuổi, mặc đồ trắng và trông rất đẹp trai, nhưng trong tính cách của hắn ta, lại để lộ ra một loại cảm giác xấu xa rất khó chịu. Người này chính là công tử thứ hai Mạc gia ở thành phố Thiên Hải, Mạc Trường Vân. Hóa ra vốn là Mạc gia và Đường gia đã thương nghị xong chuyện thông gia, hơn nữa ngay cả lễ đính hôn cũng đã quyết định rồi, thế nhưng sau khi Mạc Trường Vân này chạy tới Đường gia, bỗng nhiên lại đưa ra một cái điều kiện mới. Sau khi Đường gia và Mạc gia thông gia, Mạc gia toàn lực hỗ trợ Đường gia đi ra khỏi cảnh khó khăn, thậm chí có thể cung cấp một viên Ích Thọ Diên Niên Đan trong truyền thuyết cho Đường Nghiệp, trợ giúp Đường Nghiệp kéo dài tính mạng 3 năm, nhưng phải trả một cái giá thật lớn sau này đường ra nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của mạc trường vân không được từ chối nói cách khác mạc trường vân không hài lòng chỉ là thông gia với đường ra mà hắn muốn hoàn toàn kiểm soát đường ra để cho hắn sử dụng ba sau khi trong phòng im lặng một lát đường lão vỗ bản đứng dậy ta sống nhiều năm như vậy rồi đã sớm coi nhẹ sống chết sống lâu thêm 3 năm sống ít đi 3 năm cũng có khác gì nhau hơn nữa ta vốn không đồng ý cái gọi là hôn nhân chính trị mạc nhị công tử mời trở về đi cha nghĩ lại a à. Đường Nghiệp vừa mới nói xong, một người đàn ông trung niên đứng lên. Đây là con trai cả của Đường Nghiệp, Đường Minh Viễn. Hiện nay Đường Gia ta đang theo chiều hướng suy tàn hết sức rõ ràng. Nếu như cha lại đến lúc đó Đường Gia nhất định phải hoàn toàn xuống dốc. Hơn nữa coi như chỉ vì kéo dài tuổi thọ của cha thêm 3 năm, trả bất cứ cái giá nào đều là đáng giá. Không sai, anh cả nói có lý. Đường Minh Viễn vừa mới nói xong, lại có một người đàn ông trung niên khác đứng lên. Đây là con trai thứ hai của Đường Nghiệp, Đường Minh Trí cũng tức là cha của đường thanh nhã đường minh trí nói tiếp một khi hai nhà thông gia đường gia chúng ta và nhị công tử cũng chính là buộc vào nhau trên một sợi dây thường đến lúc đó coi như nhị công tử không nói chúng ta chắc chắn toàn lực trợ giúp nhị công tử hỗ trợ hắn đoạt được vị trí gia chủ đời tiếp theo của mặc gia mặc trường vân cũng vội hùa theo nói cha vợ nói cực phải trường vân sở dĩ muốn trước khi đính hôn ra điều kiện này đơn giản chính là muốn một lời thề của các vị mà thôi nếu trong tương lai cháu có thể đánh bại anh cả cháu trở thành gia chủ đời tiếp theo của Mạc Gia, cháu cam đoan đường gia nhất định sẽ đạt được rất nhiều hồi báo. Mạc Trường Vân vừa nói ra lời này, mọi người đường gia vốn còn có chút do dự, lập tức thi nhau động lòng, sau khi liếc nhau một cái, đồng thanh nói. Lão gia, ngài đáp ứng đi. Trong mọi người, duy chỉ có anh trai của đường thanh nhã là đường thanh sơn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng ra. Tây ý kiến của mọi người nhất trí như thế, đường nghiệp nặng nề thở dài một hơi, chán nản nói việc này để cho ta suy nghĩ một chút khách nhân bây giờ đều đã tới chúng ta làm chủ nhà cũng không thể quá thất lễ mọi người nghe được điều này còn muốn khuyên tiếp đường nghiệp cũng đã chống gậy đứng lên trực tiếp đi ra ngoài cửa mọi người còn lại thi nhau vội vàng đi theo đợi đến toàn bộ mọi người của đường ra rời khỏi trong phòng chỉ còn lại mỗi mạc trường vân và một ông già gầy gò khóe miệng của mạc trường vân nhếch lên hiện ra nụ cười khẩy ông già tôi không tin ông thực sự không sợ chết xem ông có thể chống đến lúc nào lại nói diệp trần dễ dàng đánh bại từ tuấn kiệt một lần nữa trở lại trong phòng khách của đường ra nhưng bởi vì đường thanh nhã hiếu kỳ lôi kéo hỏi lung tung chuyện này chuyện nọ diệp trần vừa rồi anh dùng là cái yêu thuật gì à tuy rằng tôi không biết võ công nhưng nghe anh của tôi nói từ tuấn kiệt kia là võ học kỳ tài thực lực còn cao hơn cả anh ấy anh thậm chí ngay cả di chuyển cũng không nhúc nhích một chút nào đã đánh cho anh ta bay anh làm được như thế nào còn có trước đó ông mạnh nói anh là tông sư hóa kình đây là sự thật sao anh có còn là Diệp Trần mà tôi biết nữa hay không? Tại sao tôi cảm giác con người của anh giống như hoàn toàn thay đổi biến thành một con người khác như thế? Đường thanh nhã ngày bình thường đoan chính dịu dàng, lúc này hoàn toàn đã biến thành một bé cưng hiếu kỳ. Diệp Trần lập tức trở nên đau đầu, lấy tay nâng chán, cười khổ nói. Chị cả, cô một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, tôi cũng không biết trả lời vấn đề nào trước cho cô. Mũi ngọc tinh xảo của đường thanh nhã hét lên một cái, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi cong lên, trên mặt hiện ra dáng vẻ làm nụng hiếm thấy người ta thật rất hiếu kỳ nha, anh nói với tôi một chút thôi. Đường thanh nhã nói chuyện cùng lúc đó còn gắt gao níu lấy cánh tay của Diệp Trần, giống như sợ hắn chạy mất. Cái này sao? Ngay tại lúc Diệp Trần đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào với đường thanh nhã, chỗ cửa ra vào của phòng khách, bỗng nhiên chuyển đến một hồi sao động. Mọi người mau nhìn, đường lão ra tới rồi. Nghe được điều này, Diệp Trần cũng không thể không hướng nhìn đến dòng người đang cuồn cuông đi vào. Chỉ thấy, một người đang chống gậy một ông già râu tóc bạc hết ở dưới một đám người đang chen chúc từ từ đi vào trong phòng khách thỉnh thoảng hướng về phía mọi người phất tay chào hỏi lại là ông ta diệp trần tuyệt đối không nghĩ tới ngay ở trong bệnh viện kia tiện tay cứu một người lại là người đứng đầu của đường gia ông nội đường thanh nhã đường nghiệp đường thanh nhã đứng bên cạnh cũng chú ý tới động tĩnh bên kia vội vàng đứng dậy chỉ vào diệp trần cười nói gia gia của tôi tới trước tiên tôi không nói chuyện với anh anh ở chỗ này ngoan ngoan chờ tôi nhé vấn đề tôi anh vẫn chưa trả lời đâu đấy không cho phép mượn cơ hội chạy trốn diệp trần bất đắc dĩ gật đầu một cái xem như đáp ứng tâm hồn thiếu nữ của đường mừng rỡ lúc này mới bước nhanh về hướng đường nghiệp đi tới đường ra là gia tộc đệ nhất vân châu mà đường nghiệp là người một tay sáng lập ra đường ra luận địa vị nói là đệ nhất nhân vân châu cũng không quá đáng chút nào tự nhiên là đối tượng mọi người tranh nhau theo đuổi chỉ có điều thân thể đường nghiệp đã không còn khỏe được như lúc trước sau khi chào hỏi một tiếng với mọi người đi đến ghế chủ vị ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần chuyện còn lại thì toàn bộ giao cho hai đứa con trai của mình ứng phó bỗng nhiên sau khi hai huynh đệ đường minh viễn và đường minh trí thấp giọng nói nhỏ một lúc đường minh trí đi thẳng tới trong phòng khách trước đó đã chuẩn bị buộc phát biểu cất cao giọng nói đầu tiên đường mỗ rất cảm ơn các vị có thể trong lúc trăm công ngàn việc nể mặt đến đây hôm nay sở dĩ mời mọi người đến thứ nhất là vì ôn chuyện lại với bạn bè cũ thứ hai là hướng tới mọi người tuyên bố một việc vui của đường ra chúng ta đường lão gia đang một mực nhắm mắt dưỡng thần nghe được lời con trai thứ hai của mình bỗng nhiên mở hai mắt ra hiện ra vẻ giận dữ nhưng chợt lại nặng nề thở dài một hơi nhắm hai mắt lại một lần nữa hai đứa con trai của mình và những người quan trọng khác của đường gia tất cả đều có chủ trương thông gia với mạc gia thời gian của hắn không còn nhiều coi như hôm nay ngăn cản lại có thể ngăn cản được bao lâu con cháu tự có phúc của con cháu do bọn họ đi thôi đường thanh nhã ở bên cạnh lại hoàn toàn không làm rõ được tình huống vẻ mặt tò mò hỏi anh trai đường thanh sơn bên cạnh anh cha nói việc vui là việc gì thế anh chuyện này vẻ mặt đường thanh sơn trở nên cay đắng đang định nói tình hình thực tế với em gái ngốc này của mình thì trên đài đã văng lên giọng nói của đường minh trí một lần nữa thanh nhã con gái ngoan của ta còn đi lên một chút a à, đường thanh nhã nghe được cha mình gọi đến vội vàng lên tiếng đi tới trên đài cao đường minh trí lại hướng về phía mạc trường vân cách đó không xa vẫy vẫy tay trường vân cháu cũng tới đây đi. Mạc Trường Vân biết đường Minh Chí là muốn tuyên bố hôn sự giữa hắn và đường Thanh Nhã, đồng thời cũng cho thấy đường ra đã đồng ý điều kiện của hắn. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt vui mừng, cũng bước nhanh đi đến trên đài cao. Hôm nay ta muốn tuyên bố việc vui chính là Thanh Nhã con gái của ta và Mạc Trường Vân nhị công tử của Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải, chính thức đính hôn vào đêm nay. Soát. Sau khi đường Minh Chí nói ra một cái tin tức nặng ký, toàn bộ phòng khách của đường Gia lập tức trở nên sôi trào cho dù trước đó đã sớm có tin đồn truyền ra, nhưng khi thật sự nghe thấy Đường Minh Chí chính miệng tuyên bố ra, vẫn đưa tới anh động không nhỏ. Mạc gia ở thành phố Thiên Hải, đây chính là một cái gia tộc ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam thuộc về gia tộc cấp cao lớn nhất, gia tộc có thế lực trải rộng khắp mọi nơi trong tỉnh Thiên Nam, thậm chí lịch sử của gia tộc có thể được truy tìm hàng trăm năm trước, là một gia tộc lớn tuyệt đối có uy tín lâu năm, xa xa không phải những gia tộc nhỏ của bọn họ ở Vân Châu có thể so sánh được. Một khi Đường gia thông gia với Mạc gia, chẳng khác nào có một cái núi dựa lớn. Cho dù đường lão gia không còn ở đây, chỉ cần có mạc gia hỗ trợ, đường gia vẫn có thể vững vàng làm gia tộc đệ nhất ở Vân Châu như cũ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người của đường gia nhất thời vui mừng hớn hở, mà các đại biểu của những thế lực khắp nơi cạnh tranh với đường gia, vẻ mặt của họ hiện ra vẻ buồn giàu. Lúc đường thanh nhã nghe được tin tức mà cha của mình tuyên bố xong, trước tiên sửng sốt một hồi lâu, mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt lập tức lúng túng, trở nên trắng bệch vô cùng. Cha, cha làm sao trước đó không còn nói với con tuy rằng đường thanh nhã đã sớm biết chính mình và công tử thứ hai của mạc gia có hôn ước nhưng là cho tới nay nàng đều cảm thấy chuyện kia là một cái chuyện rất xa xôi ít ra hiện tại cô ta không cần mơ mộng nhưng cô ta tuyệt đối không nghĩ ra ngày này đã tới nhanh như vậy vẻ mặt của đường minh trí có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của con gái mình xấu hổ cười nói tiểu nhã cha đây không phải là muốn cho con một kinh hỉ sao dù sao hôn sự của ngươi và trường vân sớm đã là kết cục đã định không bằng nhân dịp hôm nay tốt hơn là nên giải quyết cơ hội này ngay hôm nay không đường thanh nhã cũng không biết đột nhiên lấy dũng khí từ đâu ra trực tiếp liều mạng hét to lên cha con không muốn gả cho anh ta con đã có người thích soạt cho dù là ai cũng không nghĩ tới đường thanh nhã vậy mà lại từ chối đính hôn trước mặt mọi người chẳng những vẻ mặt của mọi người đường ra thi nhau biến đổi nhanh sắc mặt của mạc trường vân cũng không thể không trầm xuống trong đôi mắt hiện ra việt sát khí nhìn chăm chăm vào đường thanh nhã lạnh giọng nói trên đời này lại có người dám cướp phụ nữ của ta cô nói người kia là ai tôi muốn làm thịt hắn hắn đường thanh nhã vốn muốn nói ra tên của diệp trần thế nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của mạc trường vân lập tức có sự sợ hãi mà trong lòng không hiểu sau đó không có mở miệng nói ra nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên có một giọng nói ệ oải diễu cợt vang lên này bây giờ là thời đại nào rồi vẫn còn có kiểu cha mẹ tham gia vào cuộc đời của con cái mình dựa vào lời của những người may mối, thực sự khiến người ta phải buồn cười đến rụng cả răng. Khi mọi người nghe được điều này, tất cả đều vì người đang nói chuyện này lau một cái mồ hôi lạnh. Người này không biết là người nào mà không sợ chết. Nhị công tử của Mạc Gia, thế nhưng là nổi danh ngang ngược càn rỡ, lại còn dám ở vào lúc lửa cháy này đổ thêm dầu vào. Mang trong lòng hiếu kỳ, mọi người thi nhau theo giọng nói vừa rồi nhìn lại. Người nói chuyện hóa ra chính là thiếu niên nghèo khó trước đó một chiêu đánh bại từ Tuấn Kiệt. Mọi người thấy thế, lập tức thi nhau âm thầm lắc đầu lần nữa. Cậu bé này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Cậu ta cho rằng mình đánh bại từ Tuấn Kiệt là có thể chống lại với Mạc Trường Vân sao. Đắc tội nhị công tử của Mạc Gia, chỉ sợ hắn chết cũng không biết mình chết như thế nào. Trong tiếng nói chuyện của mọi người, Diệp Trần từ phía sau từ từ đi tới trước sân khấu, hướng về phía đường Thanh Nhã đã sợ choáng vắng mỉm cười. Thanh Nhã, cô yên tâm, có ta ở đây, không có một ai có thể ép được cô làm chuyện mà cô không muốn làm. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Trần nở ra nụ cười sán lạn, đường thanh nhã cảm giác như buồng tim của chính mình mạnh mẽ rung động, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Mà đường nghiệp trước đó luôn luôn ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần, tỏ ra hiếu kỳ, mở mắt ra nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, cả người đột nhiên đứng giận, vẻ mặt tràn đầy kích động. Là hắn, lại là hắn. Chỉ có điều, lúc này ánh mắt của mọi người đều được Diệp Trần thu hút gần như không có người để ý tới thay đổi của đường nghiệp. Thằng kia, vừa rồi vị hôn thê của tao nói người kia chính là mày. mặc Trường Vân đánh giá trên người Diệp Trần một phen, không thể không cười nhạo nói. Hắn tưởng rằng người mà đường thanh nhã coi trọng, ít ra cũng phải là một thanh niên đẹp trai có tài nào đó, nhưng không nghĩ đến lại là một học sinh có vẻ nghèo khó quê mùa như vậy. Loại cảm giác này, giống với một con sư tử, vốn cho rằng đối thủ của mình chí ít cũng là một con sói. Kết quả lại phát hiện hóa ra lại chỉ là một con chó chi hua hua trong nháy mắt ngay cả dục vọng chiến đấu cũng không có. Thế là không đợi Diệp Trần mở miệng trả lời, Mạc Trường Vân lao thẳng tới một bên ở dưới đài, khoát tay áo nói với một người đàn ông mạnh mẽ cao hơn 2 mét. Lão Tam, giết. Vâng, Vân Thiếu. Người đàn ông mạnh mẽ kia được gọi là Lão Tam, lập tức lên tiếng, trực tiếp một người giống như dã thú, bước nhanh lao tới trước mặt Diệp Trần, nhận lấy cái chết. Thở ra, người đàn ông mạnh mẽ đập xuống một quên, giống như thổi lên một cơn gió lốc, mọi người vây xem ở xung quanh lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại bọn họ đã sớm nghe nói vị nhị công tử của mạc sa này làm việc quái đản coi trời bằng vung nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà thực sự dám sai thủ hạ của mình giết người trước mặt tất cả mọi người vẻ mặt của diệp trần cũng không thể không phát lạnh đối với người muốn giết mình hắn chưa bao giờ nâng tay Cừ, mắt thấy một quyền vô cùng mạnh mẽ của đối phương sắp đập vào trên đầu của diệp trần đê y trần từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như nước thân thể không nhúc nhích thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái, chỉ lạnh lùng hơn một cái. Người đàn ông mạnh mẽ kia đột nhiên rung một cái, giống như nhìn thấy chuyện gì đó kinh khủng, hai mắt trợn lên thật lớn, cơ thể khổng lồ cũng dừng lại tại đó, không nhúc nhích. Phù phù. Sau một lúc lâu, thân thể khổng lồ của người đàn ông mạnh mẽ kia mới nặng nề ngã xuống đất, hiển nhiên đã biến thành một cỗ thi thể. Mọi người không hiểu, a, à, mọi người ngay lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại. Tuy rằng, bọn hắn đều là người đã gặp qua việc đời, thậm chí có rất nhiều người cũng từng tận mắt thấy cảnh giết người. Thế nhưng người đàn ông mạnh mẽ trước mắt này chết thực sự quá quỷ dị. Rõ ràng còn chưa có đê, người tới người cậu bé kia, làm sao lại đột nhiên chết mất rồi. Chẳng lẽ gặp phải căn bệnh cấp tính nặng nào đó đột tử mà chết mất rồi hay sao? Bọn họ thì làm sao biết được rằng, tuy rằng người Diệp Trần đứng im ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng thần niệm thao tung chân nguyên trong cơ thể đã cách không đánh cho người đàn ông mạnh mẽ kia một kích trí mạng. Kinh khí phóng ra ngoài, tông sư hóa kình, vân thiếu cẩn thận trong đám người bỗng nhiên có một ông lão giả gầy gò chạy ra tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt ngăn ở trước người mạc trường vân hai mắt nhìn chòng chọc và diệp trần trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh và thật sâu kiêng rè mạc trường vân nghe được lời nói của lão giả lập tức cũng giật mình kêu lên hắn thân là con trai của mạc gia tự nhiên hiểu rất rõ tông sư hóa kình bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa gì mạc gia bọn họ sở dĩ có thể sừng sững nhiều năm không suy như vậy cũng bởi vì trưởng bối trong nhà có một người là tông sư hóa kinh không khoa trường chút nào mỗi một vị tông sư hóa kình đều là nhân vật thần tiên bởi vì bọn hắn đã thoát khỏi lực lượng thế tục trói buộc coi như cơ cấu quốc gia cũng không dám tùy tiện chọc giận lại tồn tại này trần lão ngài có nhầm lẫn gì hay không tăng này mới bao nhiêu tuổi làm sao lại là sau khi Mạc trường vân trải qua một lúc khiếp sợ ngay sau đó chính ra vô cùng nghi ngờ hắn thực sự không có cách nào để tưởng tượng nổi một thiếu niên so với hắn còn phải trẻ hơn hai ba tuổi lại là loại kia ngay cả cha mẹ và trường bối của hắn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại đáng sợ này vân thiếu ăn nói cẩn thận không đợi mặc trường vân nói xong lão giả gầu còn trực tiếp cắt ngang lời nói thấp giọng nhắc nhở thiên hại có kỳ nhân dị sĩ rất nhiều thế nên này đã có thể cách không giết người kia tất nhiên là cảnh giới tông sư hóa kinh nếu như hắn động sát ý đối với vân thiếu chỉ sợ ngay cả lão phu cũng không ngăn cản được cái gì Mạc trường vân nghe được điều này lập tức bị dọa đến đầu cũng phải rụt lại núp ở đằng sau lưng lão giả cũng không dám lại nói năng thiếu suy nghĩ thế nhưng đối với kẻ thù kiếp trước mạc trường vân này diệp trần há lại sẽ dễ dàng buông tha mạc trường vân nếu ngươi tự đoạn một tay hôm nay ta có thể tha cho ngươi khỏi chết diệp trần cũng chưa hề đê người tới đã giải quyết một tên cao thủ võ đạo ánh mắt ngược lại lại rơi trên người mạc trường vân hai tay ôm vai nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hắn vốn định trực tiếp giết cái kẻ thù kiếp trước này thế nhưng nghĩ lại cảm thấy như thế quá mức tiện nghi cho tên này hơn nữa mặc trường vân nếu là chết ở chỗ này đường ra khẳng định sẽ bị liên lụy Xoạt. Diệp trần vừa nói ra lời này tất cả mọi người trong phòng khách đường ra xì si xòa bàn tán lần nữa tuy rằng bọn họ đã ý thức được thiếu niên nghèo khó ăn mặc kiểu nhà quê trước mắt này không đơn giản thế nhưng nghe được điều này vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường lại có thể bắt đường đường là nhị công tử mặc ra tự đoạn một tay là ai cho ngươi cái dũng khí này mà sau khi mặc trường vân nghe được điều này cũng lập tức tức xù lông ghé vào sau lưng lão già kia thấp giọng tức giận nói thằng kia mày đừng quá mức coi như người thực sự là chẳng lẽ không có nghe qua uy danh tầm hoan lão tổ của mạc gia ta sao mạc tầm hoan mạc gia lão tổ chính là một trong hai vị tông sư hóa kình của tỉnh thiên nam truyền thuyết sớm ở 30 năm về trước đã bước vào cảnh giới tông sư tu Tô phi bây giờ càng sâu không lường được là chỗ dựa của mạc gia để cho mạc gia hành hoành trong tỉnh thiên nam mà không sợ gì Tiếp trước Diệp Trần cũng từng nghe nói qua người này, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp mặt. Bất quá hắn đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin, cho dù là mười tên tông sư hóa kình cùng nhau lên, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mạc Tầm Hoan sao? Hắn nếu dám đến, ta ngay cả hắn cũng giết. Nói xong lời này, Diệp Tràn lại từ từ bước ra hai bước về phía trước, đồng thời phóng xuất ra một đạo uy áp. Oanh! Lão giả họ Trần kia trong nháy mắt cảm thấy chính mình giống như đang bị Thái Sơn áp đỉnh, Vội vàng mang theo mặt Trường Vân liên tục lùi lại, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn vốn cho là, người thiếu niên trước mắt này cho dù thật là tông sư hóa kình, lấy tu vi nửa bước tông sư của hắn, nói không chừng còn có thể có sức liều mạng, nhưng bây giờ nhanh chóng phát hiện, ý nghĩ trước đó của mình là buồn cười cỡ nào. Lão giả không hoài nghi chút nào, nếu như người thiếu niên trước mắt này muốn giết hắn mà nói, chỉ sợ có thể làm được hơn nữa còn dễ như trở bàn tay. Thậm chí thiếu niên thần bí này tạo cho hắn áp lực cho dù trên người vị lão tổ mặc ra kia đều chưa từng có. Mạc Trường Vân, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là ngươi tự đoạn một tay, hoặc là chết. Diệp Chân thấy đã uy hiếp được đối phương, lúc này mới thu hồi uy áp, lần nữa từ từ mở miệng nói, "Ngươi." Mạc Trường Vân lập tức tức giận vô cùng, còn muốn mở miệng, lại bị lão giả trước người ngăn lại, cất cao giọng nói, "Lão phu là Trần Tuyền Cơ, trên giang hồ cũng coi có một chút danh tiếng." công tử nhà ta trước đó có nhiều lời lẽ xúc phạm lão phu nguyện ý thay hắn bồi tội tôn giá nếu như có điều kiện gì cứ mở miệng lão phu chắc chắn làm theo còn xin buông tha công tử nhà ta lão giả kia vừa thốt ra lời nói ở đây có một số người tương đối quen thuộc võ lâm hoa hạ lập tức thi nhau kinh hô lên lại là bát tí thần viên trần huyền cơ nghe nói hắn một tay đánh thông bối quyền xuất thần nhập hóa năm đó cao thủ nước chân đến tỉnh thiên nam chúng ta nháo sự hắn một người giết 13 tên cao thủ nước chân đã từng danh chấn toàn bộ võ lâm hoa hạ về sau hoàn toàn không thấy tung tích người này không nghĩ tới lại được mặc ra chiêu mộ đã là nhân vật lợi hại như thế lại có mặc ra làm chỗ dựa vì sao còn phải sợ hãi thiếu niên này như thế thực sự không nghĩ ra nghe được tiếng nói chuyện của mọi người hai mắt của diệp trần không thể không khẽ híp lại trần tuyền cơ đúng không để tình ngưỡi còn tính là một cái hảo hán hôm nay ta cho ngươi thể diện này trần tuyền cơ nghe được điều này lập tức mừng rỡ vội vàng chắp tay nói đa tạ không đợi trần tuyền cơ nói lời cảm tạ xong diệp trần lại thay đổi chủ đề một cái giống như cười mà không phải cười nói thế nhưng muốn ta tha cho cái tên này cũng được ngươi để hắn hủy bỏ hôn ước với đường ra sau đó quỳ xuống tự tát vào mặt mình ba cái chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa mặt trường vân nghe được điều này lập tức tức giận đến muốn chửi mắng nó nhưng lại bị trần tuyền cơ gắt cao đẻ lại ghé vào bên tai của hắn khuyên vân thiếu giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Đối phương là tông sư hóa kình, ngươi coi như quỳ hắn một lần cũng không mất mặt. Ta! Mạc Trường Vân tức giận đến muốn phun máu, thế nhưng ngay cả Trần Tuyền Cơ cũng không có nắm chắc đối phó được người này, hắn còn thể thể làm gì? Được, ta quỳ! Diệp Trần vốn cho rằng Mạc Trường Vân khẳng định không thể chịu đựng được loại nhục nhã này trước mặt mọi người, không nghĩ tới hắn ngược lại cũng là người cầm được thì buông cũng được, vậy mà thực sự quỳ xuống, ba 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 chính mình tát ba cái, sau đó nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Đường Minh Chí, hôm nay coi như bản thiếu chưa có tới, hôn ước của con gái ngươi và ta hủy bỏ. Quẳng xuống một câu như vậy, Mạc Trường Vân chạy như chạy trốn ra cửa trước chạy như điên, để lại mọi người ở trong phòng, tất cả đều hiện ra vẻ mặt như gặp quỷ. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đây chính là đường đường nhị công tử Mạc ra, bên cạnh còn có cao thủ bát tí thần viên như vậy, lại có thể cứ như vậy sợ rồi. Cậu bé này đến cùng có lai lịch gì? Sau khi trải qua một lúc yên tĩnh, toàn bộ phòng khách của đường ra hoàn toàn nổ tung. Chuẩn bị một tỷ cho tốt, những người này, tuy rằng có người nghe nói về tông sư hóa kinh, nhưng dù sao đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa, ở trong ấn tượng bọn họ, tông sư hóa kinh chắc là lão già tóc bạc giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, làm sao sẽ lại là một thiếu niên học sinh ăn mặc nghèo khổ nhà quê như thế, cho nên rất nhiều người căn bản không có nghĩ tới việc này. Mới từ Diệp Trần nói ra những lời ngông cuồng, đến khi mặc tường vân phải quỳ xuống nhận sợ, Bất quá cũng chỉ ngắn ngủi không đến khoảng 2 phút đồng hồ Tất cả xảy ra thực sự quá mức đột ngột Thậm chí có rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra Duy chỉ có lác đác mấy người như Tào Văn, Mạnh Huyền Lễ, Đường Nghiệp Gần như hiểu rõ nội tình của Diệp Trần Xem một trận mơ tưởng mong ước Nhị công tử Mạc Gia Bát tí thần viên Trần Tuyền Cơ Vô luận là người nào đều là tồn tại mà bọn họ tuyệt đối không dám đắc tội Thế nhưng ở trước mặt thiếu niên này lại giống như một con chó mất chủ nhách nhác uy lực của tông sư kinh khủng như vậy còn về mấy người đường minh viễn đường minh trí giờ phút này sớm đã hoàn toàn bối rối lúc đầu dự định của bọn họ rất tốt lợi dụng cơ hội đính hôn này mượn nhờ tên tuổi của mạc gia chấn nhiếp các thế lực khắp nơi ở vân châu một phen nhưng mạc trường vân bây giờ vậy mà lại chạy hơn nữa trước khi chạy rõ ràng có đơn phương hủy bỏ hôn ước giữa mạc gia và đường gia thật là xấu hổ thật là xấu hổ khi về nhà Đường Minh Chí cảm thấy rằng hắn chưa bao giờ quá xấu hổ trong cuộc đời của mình. Vậy là vô tình chuyển hết lửa giận đến trên người Diệp Trần, thủ phạm chính dẫn đến tất cả những điều này. Thằng nhóc từ đâu tới, dám can đảm làm hỏng chuyện tốt của ta, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Trong cơn giận dữ, đường Minh Chí đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn căn bản đã quên, ngay cả Mạc Trường Vân và Trần Tuyền Cơ đều phải sợ hãi Diệp Trần như vậy. Vậy hắn làm sao có thể đắc tội đây? Vẻ mặt của Diệp Trần không thể không phát lạnh nếu như người nói chuyện không phải là cha của đường thanh nhã giờ phút này hắn đê sớm xuất thủ xử lý đường minh trí những tên hộ vệ kia của đường ra đang muốn tiến lên bắt người bỗng nhiên một giọng nói già nô vang lên dừng tay không được vô lễ người nói chuyện hóa ra chính là đường nghiệp người mà đã được diệp trần cứu một mạng trước đó đường nghiệp một tay chống gậy lên run run rẩy rẩy đi tới trước mặt mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại có thể trịnh trọng hướng diệp trần cúi đầu hành lễ một cái vẻ mặt khẩn trương nói Tiểu bối không hiểu chuyện Diệp tiên xin ngàn vạn lần chơi trách Xoạt Cử động lần này của đường nghiệp Nhất thời làm cho mọi người phải xì si xào bàn tán một lần nữa Trong mắt mọi người Tuy rằng Mạc Trường Vân và Trần Tuyền cơ lợi hại Nhưng dù sao cũng là mượn lực lượng của Mạc Gia Hơn nữa lực ảnh hưởng ở Vân Châu rất có hạn Thế nhưng lão nhân trước mặt này là ai? Đây chân chân chính 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 là nhân vật đệ nhất nhân ở Vân Châu Hiện tại rõ ràng cũng đối với thiếu niên này lễ độ cung kính Thiếu niên này đến cùng có thân phận lớn như thế nào? Chẳng lẽ là công tử của gia tộc siêu lớn nào hay sao? Cha, thằng nhóc này làm hỏng đại kế của đường gia chúng ta, cha vì sao? Đường Minh Chí đã bị tức giận làm cho pháng đầu, còn muốn tiếp tục nhiều lời. Đường nghiệp tập tức vừa vội vừa giận, trực tiếp cầm gậy trong tay mạnh mẽ đâm xuống mặt đất một cái, hét lớn. Người cầm miệng cho tha. Cạch, gậy được làm từ gỗ từ đàn cưng rắn, rõ ràng bị đường nghiệp đánh gãy. Phù phù, cơ thể đường nghiệp này đã là tuổi già sức yếu, dưới cơn tức giận đánh gãy cây gậy, cả người lão đảo một cái, lập tức ngã xuống đất ngất đi. "Phụ thân, ra ra, nhanh đi gọi tiết thần y." Mọi người của Đường gia thi nhau vội vàng lao tới, toàn bộ bữa tiệc gia đình của Đường gia lập tức trở nên hỗn loạn. Hết tập 3, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, chúc các bạn buổi trưa vui vẻ.